Có ai nghĩ rằng một đứa bé mồ côi cha mẹ được nhà chùa nhận nuôi như Diệp Sinh, lại có thể một bước lột xác trở thành đệ tử nội môn có thiên tư nhất từ trước đến giờ của lục đạo tông đâu chứ? Ấy vậy, nó lại là sự thật. Sư trụ trì trong chùa vì muốn cậu có cuộc sống tốt hơn mà để Diệp Sinh theo chân sư huynh bước chân lên con đường tu tiên, gia nhập lục đạo tông, tông môn lớn mạnh nhất. Cứ tưởng cậu sẽ chỉ là một đệ tử bình thường. Cho đến khi Diệp Sinh có được sự công nhận của lão tổ tông môn, cuộc đời cậu đã chính thức bước sang một trang mới. Diệp Sinh sẽ bá đạo bành trướng như nào đây? Đọc truyện hay tại bé mèo sinh.com. Thời hiện tại là Triệu Vương triều thống trị đất nước. Tại một sơn thôn yên bình nọ có một ngôi chùa nhỏ sập sệ. Diệp Sinh hái được một ít nấm từ núi thì hớt hải chạy về chùa khoe cho sư phụ mình. Đáng lý hôm nay cậu định lên rừng bắt thỏ ăn cơ, nhưng đi cả ngày mà chả bắt được con thỏ nào nên cậu đành hái ít nấm về để lót dạ. Sư phụ Diệp Sinh là bần tăng nên ông khá không hài lòng về việc cậu cứ nhắc đến chuyện sát sinh. Mặc dù cậu đúng không phải là người của Phật môn, nhưng mà cậu cứ nhắc đến việc ăn thịt trước mặt Phật tổ thì cũng không quá phép tắc rồi. Diệp Sinh ngượng ngùng gãi đầu, cậu cũng biết chứ, những đã 3 tháng cậu chưa được ăn miếng thịt nào rồi. Vị sư phụ này tuy ngoài miệng nói thế thôi nhưng thật chất ông chả giận Diệp Sinh tí nào cả. Ông đợi Diệp Sinh đỡ mình rồi nói cho cậu hay một chuyện. Hôm nay ông có một người bạn đến thăm nên Diệp Sinh nên cẩn thận một chút, dù sao người kia cũng là người tu đạo. Hiện giờ, thiên đạo đã chối từ nhân gian, cả nước bắt đầu đại loạn, thôn nhỏ bọn họ cũng chả còn yên bình nữa rồi. Diệp Sinh nghe sư phụ nói mà ngơ ngác chả hiểu gì, sư phụ cậu thì trầm ngâm không đáp. Diệp Sinh vốn là người không cha không mẹ, là ông đã nhặt cậu về nuôi ngay chính cổng chùa. Năm xưa, ông cũng đã từng bói cho cậu một quẻ, nhưng lại không tính được kết quả. Lúc đó, trên người cậu chả có gì ngoài một tấm chăn quấn quanh người cùng một chiếc lá vô tình rơi vào. Cũng chính vì như thế, ông mới đặt tên cho cậu là Diệp Sinh. Im lặng được một lúc, vị sư phụ cũng lên tiếng. Ông muốn tìm cho cậu một nơi ổn định để lớn lên. Diệp Sinh nghe thế thì hoảng sợ, cậu không cần gì hết, cậu chỉ cần ở bên cạnh ông mà thôi. Sư phụ nghe vậy thì xúc động xoa đầu cậu. Ông hiểu tâm ý của Diệp Sinh chứ, chỉ là ông cũng có điểm khó khăn của mình. Nếu không thì tại sao ông phải đi nhờ người khác cơ chứ? Ông thật sự cũng không nỡ cho cậu bước lên con đường tu đạo tàn khốc này chút nào. Diệp Sinh lúc này mới hiểu, sư phụ muốn cậu bước lên con đường tu đạo, trở thành tiên nhân. Cậu đã từng nghe các sư trong chùa nhắc qua rất nhiều và chính cậu cũng khao khát được trở thành tiên nhân trong những lời kể kia. Sư phụ lại tiếp tục kể, người bạn hôm nay đến chính là người đã từng nhận được sự chỉ điểm của ông, cho nên lần này người đó mới giúp cậu một tay bước vào tông môn. Nơi đó là thánh địa của các tu đạo giả, Diệp Sinh nhất định phải nhớ kỹ, cẩn thận thái độ của mình. Lúc này, bạn của ông cũng đã đến, một đạo quang đột nhiên xuất hiện, cùng với đó là một người đàn ông. Đó là Chu Thông, đệ tử của lục đạo tông. Người này nhìn qua đã có khí chất đặc biệt mà người bình thường không thể nào có được. Diệp Sinh ngơ ngác nhìn Chu Thông, lẽ nào đây chính là tiên nhân mà các sư hay kể đây ư? Chu Thông đáp xuống sân thì lập tức hành lễ, lại còn gọi sư phụ cậu một tiếng sư tôn. Sư phụ cậu bình tĩnh chối từ, Chu Thông đã bước vào hàng ngũ tu đạo giả thì tự nhiên hắn cũng chả cần gọi ông là sư tôn nữa rồi. Nhưng hắn ta vẫn cúi người đứng đấy, Chu Thông hắn không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, một ngày là thầy, cả đời là cha. Đây chính là chấp niệm của hắn, sư phụ đành chấp nhận. Nếu Chu Thông có tấm lòng như vậy thì ông chỉ mong hắn tận tâm tận lực giúp đỡ Diệp Sinh trên quãng đường sau này thôi. Nói xong thì ông quay sang bảo Diệp Sinh nhanh chóng hành lễ với Chu Thông với tư cách sư đệ với sư huynh. Diệp Sinh ngoan ngoãn nghe lời, lập tức hành lễ. Thế mà ai ngờ, khi cậu vừa ngẩng đầu chạm mắt với Chu Thông thì lại có chuyện xảy ra. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu, một sức mạnh kỳ lạ bao lấy cơ thể Diệp Sinh, nó như muốn thiêu sống cậu, rồi lại mang cậu sang một không gian đen tối đáng sợ khác. Diệp Sinh hoảng hốt cầu cứu lấy sư phụ mình. Sư phụ già đứng bên cạnh lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra, ông quát lên với Chu Thông. Nếu hắn vẫn còn nhớ đến tình sư đồ giữa ông và hắn, thì Diệp Sinh cũng coi như là sư đệ của hắn. Hắn không được phép làm chuyện vô lễ như vừa rồi được. Chu Thông lập tức e ngại mà đáp ứng lời ông. Còn Diệp Sinh, cậu vẫn ngẩn ngơ ngồi bệt ra đất vì chả hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với mình, nỗi sợ kia vẫn còn ở trong tâm trí cậu. Chu Thông lúc này quay sang nói với Diệp Sinh, nếu cậu có nghị lực và quyết tâm thì hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Diệp Sinh mặc dù vẫn tức giận với chuyện vừa rồi nhưng trước mặt sư phụ, cậu cũng đành cắn răng vâng dạ với tên đáng ghét trước mặt mình. Chu Thông lại nói tiếp, lần này hắn ta rời khỏi tông môn không chỉ vì đến thăm ông mà còn có cả nhiệm vụ phải thực hiện. Vì vậy, tạm thời Diệp Sinh vẫn phải ở lại chùa thêm vài ngày nữa. Thời gian này tốt nhất cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Đợi đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ quay trở về rồi sẽ đưa cậu đi cùng sau. Đây có vẻ là một tin tốt với cả Diệp Sinh và sư phụ mình. Ông vẫn còn nhiều chuyện cần dặn dò cậu, hay nói đúng hơn, ông vẫn chưa nỡ để cậu rời đi ngay lúc này. Cả Diệp Sinh cũng thế, cậu chưa sẵn sàng để rời đi tí nào cả. Chu Thông chào tạm biệt rồi lập tức rời đi, 3 ngày sau hắn sẽ quay trở lại đón Diệp Sinh. Cậu có 3 ngày này để chuẩn bị kỹ càng mọi thứ.
sư phụ nhìn theo bóng dáng của Chu Thông mà lo lắng ngập tràn. Chính ông cũng không biết được rốt cuộc giao Diệp Sinh cho hắn là phúc hay là họa đây. Diệp Sinh đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém. Cậu biết được người này chỉ nho nhã lễ độ với mỗi sư phụ mà thôi, còn lại thì lại quá giả tạo. Ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm cậu nhưng kỳ thực thì lòng dạ lại vô cùng hẹp hòi. Diệp Sinh đã có nhận định cho riêng mình, Chu Thông tuyệt đối không phải là người lương thiện được. Sư phụ đứng bên cạnh nhìn cậu vẻ mặt nghiêm trọng thì hỏi đến, nhưng Diệp Sinh lại không nói suy nghĩ vừa rồi của mình cho ông nghe. Mặc dù vậy, có vẻ sư phụ cậu đủ hiểu đời để biết cậu đang suy nghĩ gì trong đầu. Ông nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng, Diệp Sinh cậu nhất định phải nhớ kỹ, cậu là do một tay ông nuôi lớn. Ông biết cậu tuy ham chơi nhưng lại rất thông minh. Cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng tuyệt đối không được dễ dàng tin tưởng vào người khác, cũng không được tùy tiện mà đối xử tệ với chính bản thân mình. Diệp Sinh nghe xong thì ngơ người một lúc, xong cậu lập tức hiểu được mà vội vàng ôm lấy sư phụ. Lời này rõ ràng có ý, sau này cậu không được phép quay lại ngôi chùa này gặp mặt ông nữa rồi. Sư phụ cũng buồn lắm chứ, nhưng ông biết rõ, tông môn tự có quy định của tông môn. Cuộc đời sau này của cậu không dễ dàng tí nào. Có những ràng buộc khó mà bước tiếp trên con đường tu chân kia. Ông đưa cho Diệp Sinh một cái vòng ngọc rồi dặn dò, nếu không phải thời khắc sinh tử thì cậu nhất định không được đem ra trước mặt người khác. Nếu không cậu nhất định sẽ gặp phải họa sát thân. Chỉ cần khi nào Diệp Sinh tu luyện có thành tựu thì tự khắc ông sẽ lên đường đi tìm cậu mà thôi. Nghe xong thì Diệp Sinh lại càng hoang mang hơn, thì ra con đường tu tiên lại khắc nghiệt đến như vậy. Lẽ nào có người muốn hãm hại cậu nữa ư? Sư phụ không giải đáp câu hỏi của cậu là lại quay người trở vào chùa. Chắc hẳn ông cũng đang rất buồn nên mới im lặng quay đầu như vậy. Dù sao Diệp Sinh cũng là một tay ông nuôi lớn, giờ đột ngột chia tay thì làm sao không buồn được cơ chứ. Nhưng thời thế đã khác, không vào đường cùng thì ông đã không ra quyết định tàn nhẫn này rồi. Mọi việc đã quyết, 3 ngày sau, Chu Thông sẽ đến đón cậu, giờ cậu cứ thu dọn quần áo chuẩn bị đi. Còn ông sẽ rời khỏi thôn này một khoảng thời gian. Diệp Sinh nghe xong thì đau lòng chỉ muốn khóc, không có cậu ở bên thì ai chăm sóc sư phụ đây chứ. Ông nghe thấy thì cũng xúc động mà rơi nước mắt, chỉ là đang quay đầu nên Diệp Sinh căn bản không biết được. Nén cơn xúc động, ông lại lên tiếng, chuyện của ông thì cậu không cần thiết phải lo lắng. Lần này rời đi sẽ nguy hiểm hơn Diệp Sinh nghĩ nhiều, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Nói rồi, ông trở về phòng mà đóng sập cửa lại. Diệp Sinh chỉ đành ngơ ngác chúc sư phụ mình bảo trọng. Đêm đến, Diệp Sinh lại chạy lên ngọn núi mình thường đi. Chuyến này cậu cũng chả biết khi nào mình sẽ trở về, cậu phải lấy thứ kia theo mới được, sẵn tiện thì hái cho sư phụ ít nấm nữa. Diệp Sinh chạy thật sâu vào rừng, rồi dừng chân tại một gốc cây. Cậu đào một lúc thì hiện ra bên dưới đất là một cái hũ nhỉ đang phát sáng kỳ diệu. Diệp Sinh căn bản cũng không biết cái hũ này có công dụng gì, ngoài việc chôn xuống đất thì phát sáng hết. Nhưng thôi, nó là một món đồ cậu tình cờ phát hiện được, coi như là đồ vật duy nhất cậu cần mang theo, Diệp Sinh đã chuẩn bị xong hết rồi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Diệp Sinh đã chuẩn bị xong toàn bộ hành lý đứng đợi tại cổng chùa chờ Chu Thông đến. Mặc dù cậu không nỡ rời xa sư phụ cũng như thôn nhỏ này, nhưng bên cạnh đó, thật sự cậu cũng khá mong đợi. Ngồi đợi mãi chả thấy Chu Thông đâu, nên Diệp Sinh quyết định nhắm mắt ngủ thêm một chút. Đến khi mở mắt ra thì Chu Thông đã đứng ngay trước mặt cậu rồi. Cả hai nói chuyện một chút thì cũng bắt đầu di chuyển. Hắn ta ấn chú rồi kéo Diệp Sinh bay đi. Hắn đã đi vào bên trong chùa xem xét rồi nhưng lại chả có ai ở trong hết. Diệp Sinh khoanh tay nhìn chằm chằm hắn ta. Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chả biết hắn hỏi tung tích của sư phụ có ý gì. Thôi thì cậu đành nói qua loa một chút là được. Diệp Sinh nói rằng mình không biết sư phụ đi đâu. Nhưng trước khi đi thì ông có nói thì ông đang đi chu du thiên hạ, nhưng lại dặn dò cậu đừng có báo cho Chu Thông nghe. Tốc độ của hắn cũng nhanh phết, được một lúc thì cũng gần đến nơi. Ngọn núi trước mặt chính là tông môn của Chu Thông. Hắn dặn dò Diệp Sinh rằng một lát nữa đến tông môn thì không được phép nói to. Tông môn của hắn và cả cậu có tên là Lục Đạo Tông. Hai chữ lục đạo chính là lấy từ lục đạo trong luân hồi. Chu Thông hắn chính là thành viên của Thiên Chi Nhất Đạo, đợi sau khi Diệp Sinh vào được tông môn rồi thì cậu sẽ tự hiểu mọi chuyện hơn thôi. Nhưng trước khi vào tông môn thì cậu phải thông qua được một số bài kiểm tra đã. Nói rồi hắn ném cho cậu một cái ngọc bội. Lúc kiểm tra thì cậu cứ đưa cho các đệ tử ngoại môn nó, tự nhiên cậu sẽ được thông qua bài kiểm tra. Sau này nếu cần chuyện gì thì cậu có thể đến nội môn Thiên Chi Nhất Đạo tìm hắn. Trước khi tạm biệt, hắn cũng nhắc nhở Diệp Sinh. Đệ tử ngoại môn vô cùng nhiều, chuyện giết người cướp ngọc mà có diễn ra thì tông môn cũng chả thèm quản đến. Trừ khi Diệp Sinh có thể trở thành đệ tử nội môn thì tông môn mới coi trọng cậu được. Dặn dò xong mọi chuyện thì hắn thả Diệp Sinh rơi xuống một núi đá trơ trọi. Cái tên sư huynh này đúng là quá đáng, hắn ta suốt ngày bay qua bay lại nên quen với việc này rồi. Nhưng cậu là mới lần đầu đó nha, hắn có thể nào xem xét cảm nhận của cậu một chút được không vậy? Chu Thông nhìn cậu mỉm cười, coi như hắn để cậu làm quen một chút trước thì cũng chả có hại gì mà.
Cậu vất vả đứng dậy nhìn quanh thì lại mắng đến Chu Thông. Hắn ta có lừa gạt cậu không vậy trời, chỗ này làm sao có thể là tiên cảnh tông môn các thứ được chứ? Chu Thông bật cười khinh thường cậu, những thứ đó thì làm sao người bình thường như cậu có thể nhìn thấy cơ chứ? Diệp Sinh bật cười phản bác, vậy chắc hắn không phải là người rồi. Chu Thông hơi giận, ý của hắn có phải là như vậy đâu chứ, thằng nhóc này cũng hồn nhiên quá rồi đó. Hắn dặn dò Diệp Sinh, tốt nhất là cậu đừng có ăn nói lung tung, tiếp theo cậu cứ việc nhìn hắn ta làm là được. Chu Thông tiến lên phía trên, hắn đột nhiên cắt máu ở ngón tay rồi niệm chú. Đất đá xung quanh đột nhiên lại rung động đến kinh khủng. Ngọn núi trước mặt dường như xuất hiện một sức mạnh, tách đôi vách núi trước mặt, tạo thành một cửa hang kỳ lạ. Diệp Sinh hoảng hốt vì những việc diễn ra trước mắt mình, sau đó cậu cứ mơ hồ mà đi theo Chu Thông. Phía cuối con đường này chính là nơi bắt đầu quá trình tu hành của cậu. Diệp Sinh nhìn những bậc thang trước mặt mà có chút chán. Rõ ràng Chu Thông có thể bay được suốt quãng đường xa thế cơ mà, giờ mấy cái bậc này lại bắt cậu đi bộ lên à. Chu Thông quay lại chê cậu phiền phức rồi dùng phép, ném thẳng cậu lên cửa hang phía trên kia. Diệp Sinh la hét ùm trời, cái tên sư huynh này đúng là đáng ghét mà, bộ không biết làm gì nhẹ nhàng hơn được à, dù sao cậu cũng là sư đệ của hắn chứ bộ. Còn chưa tới nơi mà cậu đã có chút ý muốn quay về rồi đây này. Diệp Sinh ngồi dậy thì phát hiện một mùi thơm rất kỳ lạ. Nhìn lên thì cậu đơ luôn rồi, là cánh cổng của lục đạo tông môn. Nó cũng to quá rồi đó, đúng là tông môn của tiên nhân có khác, quá là xịn sò luôn. Nơi này chắc phải to gấp vạn lần thôn nhỏ nhà cậu rồi. Đang cảm khái vì sự hùng vĩ nơi này thì đột nhiên, một sức mạnh chả biết từ đâu phóng ra lao về phía Diệp Sinh. Luồng khí kia vừa đi, trên trán Diệp Sinh đã xuất hiện một dấu ấn ngay giữa ấn đường. Cậu hoảng sợ đến mức còn kêu cứu với Chu Thông nữa cơ. Chu Thông lúc đầu còn mắng cậu không có tiền đồ, mới có tí chuyện mà đã la hét ầm lên rồi, nhưng khi hắn ta nhìn kỹ ký hiệu kia thì lại tỏ vẻ khen ngợi Diệp Sinh. Đúng là bất ngờ thật, cậu mới bước vào cửa mà đã được tông môn xác nhận thân phận rồi. Diệp Sinh ngơ ngác ra, xác nhận thân phận kiểu quái gì vậy, ai lại đi đánh ký hiệu xấu như vậy trên trán cơ chứ? Nhưng cậu nhìn lên thì đúng là vậy thật, trên trán của Chu Thông cũng có dấu này. Chỉ là trông nó khác hẳn với của cậu, so ra thì có khi cái của cậu còn đẹp hơn ấy chứ. Nghĩ vậy thôi cũng đủ để cậu vui vẻ hơn rồi. Đột nhiên, chung vàng ngay cánh cổng kia rung lên. Chu Thông lập tức nghiêm nghị hẳn, hắn biết có người đang đến. Quả là vậy, một khí tức mạnh mẽ ập về phía hai người. Là một nhát chém, chém thẳng đến chỗ bên cạnh cậu và Chu Thông. Diệp Sinh hoảng hốt đến ngây ngốc, tự nhiên đang đứng yên lành cái có người tấn công là sao trời. Người kia cũng xuất hiện, đó là một nam nhân ăn mặc y hệt Chu Thông. Hơn hết, người này vô cùng đẹp trai đó à nha. Chu Thông nhìn rõ người kia thì lập tức hành lễ. Hóa ra, hắn chính là đệ tử của Lục Đạo Tông, Vương Thành. Cả hai chào nhau xong rồi mà chả thấy Diệp Sinh lên tiếng gì. Chu Thông quay sang thì lại thấy cậu đang đứng nhìn chằm chằm Vương Thanh, mắt chữ A mồm chữ O lẩm nhẩm khen hắn đẹp trai rồi. Chu Thông bực mình bảo cậu nhanh chóng hành lễ. Cậu đúng là tên nhóc chưa từng nhìn qua sự đời mà, hắn mất mặt chết đi được. Nhưng đến một lát sau, Diệp Sinh lại xảy ra chuyện. Mắt cậu đờ đẫn nhìn về phía xa xăm, miệng thì lẩm nhẩm Khải Linh. Chu Thông và Vương Thanh lập tức tiến lại xem xét tình hình của cậu. Có vẻ như cậu đang nói chuyện với một người nào đấy mà cả hai người họ không thể nhìn thấy được. Hai tên này còn nghi ngờ cậu bị nhập quỷ nữa rồi ấy chứ. Lúc này, Diệp Sinh lại đang ở một không gian khác. Trước mặt cậu là một ông lão tiên nhân đang bay lơ lửng. Ông ta tự xưng là kiếm tông đời thứ ba trong Đại Thiên Quốc, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Vì độ không kiếp có hy vọng mà lưu lại tông môn này cho hậu nhân. Ông ta dặn dò Diệp Sinh phải nhớ kỹ, nếu muốn phá thiên thì phải tiến đến luân hồi. Diệp Sinh ngơ ngẩn, chuyện kỳ diệu gì đang diễn ra trước mắt cậu thế này? Nhưng người kia lại nhìn cậu rồi kêu là ông bạn già, chuyện này đã thành công đánh cho Diệp Sinh một nhát tỉnh táo. Người này có đúng là đang nói chuyện với cậu không đó? Hóa ra, ông ta nhận thấy được khí tức của người bạn cũ kia trên người của Diệp Sinh nên mới nói như thế. Diệp Sinh thì lại đơ người hơn lúc này, không ổn rồi, mấy ngày này cậu chưa hề tắm đó, người kia rốt cuộc ngửi thấy cái quái gì vậy? Vương Thanh và Chu Thông rảnh rỗi thì cũng đứng tám chuyện một lúc. Khải Linh mà Diệp Sinh vừa nhắc đến có khi lại là di ngôn của lão tổ Lục Đạo Tông đã rời nhân thế từ xa xưa. Trước khi đi, ông đã vì tông môn mà lưu lại bao hàm đại đạo nhân sinh của con người, đồng thời cũng bao hàm cả hiệu quả Khải Linh cho những người phàm chưa từng bước vào con đường tu chân. Vương Thanh bắt đầu khen ngợi Diệp Sinh, cậu đúng là thiên tư chắc Việt hiếm có. Thông thường trong mấy ngàn người thì mới có được một người có ngộ tính như cậu. Kiểu người như Diệp Sinh, căn cốt chưa hẳn là tốt nhất, thiên phú cũng chẳng vượt trội, nhưng ngộ tính chắc chắn vô cùng cao. Chu Thông lại có chút nghi ngờ, chuyện Diệp Sinh có ngộ tính sao sư phụ chưa từng nói với hắn ta chứ? Liệu tên Vương Thanh này đang nói thật hay chỉ là lời giả dối đấy? Hắn quay sang đáp trả, theo như Chu Thông hắn biết thì thiên phú chính là thứ mà tu sĩ họ vĩnh viễn dựa vào, chứ không thể nào là mấy thứ ngộ tính viễn vông kia. Nhưng hắn đã sai, thiên phú chỉ là bước đầu tiên. Sau khi đến được Nguyên Anh kỳ,
thì ngộ tính mới chính là thứ quan trọng nhất quyết định được tốc độ tu luyện và đột phá được tu vi. Cảm ngộ thiên hạ đại đạo thì mới có thể đạt được thành tựu không kiếp. Chu Thông vẫn cố chấp, để được như Vương Thanh nói thì cũng phải tu luyện đến Nguyên Anh kỳ thì mới tính được chứ. Nhưng thế hệ bây giờ, mấy ai đạt đến được thành tựu kia đây? Phía Diệp Sinh, cậu cũng dần tỉnh lại. Bởi chưa kịp hiểu chuyện gì thì vị lão tiền bối kia đã biến mất tắm luôn rồi còn đâu. Diệp Sinh nhanh chóng hoàn hồn, nghe theo lời Chu Thông mà hành lễ bái kiến Vương Thanh. Cậu đặc biệt có thiện cảm với vị sư huynh này nên việc nói chuyện và hành lễ cũng đều thuận miệng hơn nhiều. Dù gì người này chẳng những đẹp trai mà còn thân thiện hơn gấp ngàn lần Chu Thông đáng ghét kia. Chu Thông đứng bên cạnh nhìn Diệp Sinh thì thầm to nhỏ rồi cười nói với Vương Thanh thì cũng bực mình không kém. Chả biết tên này cho thuốc gì mà dụ được Diệp Sinh nhanh vậy nữa không biết. Hắn ta mới là sư huynh cùng một sư phụ trong chùa với cậu đó, đã vậy hắn mới là người dắt cậu đến mà. Vậy mà Diệp Sinh còn chả ngoan ngoãn như vậy với hắn ta lần nào. Đúng là đứa nhóc khó ưa mà, Vương Thanh lúc này lại quay lên lại nói với Chu Thông. Có một điều mà Chu Thông chưa biết, đó là lúc khai sơn lập tông, lão tổ đã từng nói qua. Nếu có bất kỳ ai khải linh thành công thì sẽ có cơ hội thăng lên làm đệ tử nội môn vô điều kiện. Triệu Nhạc sư huynh của họ cũng chính là nhờ vậy mà trở thành đệ tử nội môn đó. Và người thứ hai, có lẽ chính là Diệp Sinh. Nghe đến Triệu Nhạc và chuyện này thì Chu Thông bắt đầu nghiêm túc trầm tư. Lần này hắn chả phản bác lại lời Vương Thanh nữa. Xem như việc chào hỏi cũng đã xong, Vương Thanh lập tức mở cửa tông môn, dẫn Diệp Sinh vào bên trong. Cánh cửa mở ra để lộ một lớp kết giới mờ ảo, bước vào bên trong chính là lục đạo tông rộng lớn. Chu Thông lúc này vẫn đứng ngay tại chỗ mà nhìn theo bóng hai người. Hắn cũng mong là Diệp Sinh sẽ không gặp nguy hiểm gì, chứ không hắn lại phải hổ thẹn với lời hứa với sư phụ nữa. Vương Thanh đưa Diệp Sinh đến thẳng trưởng lão điện. Nơi này nguy nga chả kém gì cổng chính của lục đạo tông cả. Vương Thanh lên tiếng giới thiệu một chút cho Diệp Sinh. Đệ tử nội môn của lục đạo tông có hơn 3 vạn người, đệ tử ngoại môn thì lại nhiều vô số kể. Nếu Diệp Sinh muốn trở thành đệ tử nội môn chính thức thì cậu phải thông qua xét duyệt của các trưởng lão. Đến lúc này thì phải xem đến tạo hóa của chính cậu rồi. Cả hai mở cửa định bước vào thì bị một người ngăn lại. Hắn là Trương Hàn, đến để bẩm báo cho Vương Thanh chuyện võ đài của Lâm sư tỷ đã bị người khác phá bỏ. Hắn ta nghe xong thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn định để chuyện đó xử lý sau. Vương Thanh muốn đưa Diệp Sinh vào cho các trưởng lão kiểm tra đã. Giải quyết xong chuyện của cậu thì hắn mới qua kia xem được. Trương Hàn lại ngập ngừng, hắn muốn Vương Thanh xem xét lại qua chỗ võ đài xử lý trước đã. Vương Thanh biết ý định của hắn ta thì tức giận lập tức phát uy. Khí tức của hắn khiến Trương Hàn phải lùi lại về sau một bước. Đây chính là thiên uy, sự bức ép của Vương Thanh, hắn ta hoảng sợ lập tức cúi người. Vương Thanh nói rõ, hôm nay là ngày Diệp Sinh tiến vào tông môn, hắn ta sẽ không bỏ lỡ. Trương Hàn bên dưới tức giận trong lòng, Vương Thanh ngoài mặt thì tỏ ra ôn hòa, nhưng bên trong lại vô cùng thâm hiểm. Hắn ta đúng là ức hiếp người quá đáng rồi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, Trương Hàn đánh liều dâng thanh đao bên hông lên. Đây chính là bảo vật do chính thất trưởng lão ban tặng hắn ta trong lúc tu luyện. Hắn ta nguyện dâng tặng cho Vương Thanh, chỉ mong Vương Thanh có thể ra tay giúp Lâm sư tỷ kia giải quyết cục diện khó khăn lần này. Trương Hàn muốn đánh cược lần này, hắn không thể để Lâm sư tỷ gặp nguy hiểm được. Nhưng hắn đã thua, Vương Thanh vẫn giữ nguyên thái độ, không phải là hắn không muốn giúp Trương Hàn. Nhưng Diệp Sinh có thiên tư chắc việt, Vương Thanh hắn nhất định phải tự mình dẫn cậu đến chỗ trưởng lão để xét duyệt. Trương Hàn cuối cùng cũng bùng nổ, hắn ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Vương Thanh đúng là đang quá xem thường hắn ta rồi. Nếu hắn không chịu xuất thủ thì Trương Hàn đành phải ra tay thôi. Nói rồi hắn ta lập tức tấn công đến chỗ Diệp Sinh. Cũng may là cậu kịp né đi, chứ không là mất luôn cái mạng nhỏ này rồi. Diệp Sinh bình tĩnh lại nhìn thì mới biết, đó là băng xương. Sao cái tên kia lại tấn công cậu cơ chứ? Cậu có làm gì liên can đâu trời? Những thứ Diệp Sinh tò mò hơn là tại sao cậu lại có thể tự động né khỏi đòn kia trong một tình huống vô cùng nguy hiểm và cấp bách như vậy cơ chứ? Cậu chợt nhận ra lồng ngực mình nóng lên, hóa ra là cái hũ kỳ lạ kia. Nó đang tỏa nhiệt đây này, không ngờ là cái hũ này lại là một bảo vật bổn mệnh cơ chứ. Trương Hàn bên cạnh bực mình. Hắn không ngờ là một đệ tử nhỏ nhoi còn chưa nhập môn mà lại có thể tránh được một đòn kia của mình. Có lẽ Vương Thanh đã nói đúng, Diệp Sinh chính là nhân tài tu luyện hiếm có. Vương Thanh hài lòng cười ngạo nghễ, đây chính là sự cách biệt của Trương Hàn và Diệp Sinh đó. Có khi Diệp Sinh lại đến đây để thay thế hắn ta không chừng. Trương Hàn tức giận, sao Vương Thanh dám so sánh hắn ta với một thằng nhóc danh như Diệp Sinh được cơ chứ? Nếu vậy thì hôm nay hắn nhất định phải giết chết Diệp Sinh, nếu cậu muốn trách thì cứ trách Vương Thanh thấy chết mà không cứu đi nhá. Nói rồi hắn ta triệu hồi ra một thanh kiếm bằng băng rồi phóng thẳng về phía Diệp Sinh. Cậu lập tức hoảng sợ, lần này cậu không thể tránh thoát được nữa rồi. Sư phụ ơi, chắc ông không thể nào ngờ được, đệ tử thân yêu của ông mới vừa bước chân vào cửa tông môn thì đã bị người ta giết chết rồi đây nè. Diệp Sinh hét lên nhắm tịt hai mắt chờ đợi cái chết. Nhưng kỳ lạ thay, thanh kiếm băng kia vừa đến ngay sát mặt cậu thì đã tự động vỡ vụn ra thành mảnh nhỏ.
Diệp Sinh nhắm mắt đợi mãi mà chả có gì thì e ngại mở mắt, cậu là đã chết chưa vậy ta? May quá, cậu vẫn còn sống, chưa thể nào tiễn biệt sư phụ đáng kính nhà mình rồi. Là Vương Thanh, hắn đã ra tay phá hủy đòn kia của Trương Hàn, nhưng việc này khiến Trương Hàn đỡ sợ hơn. Chứ việc này mà do Diệp Sinh làm thì chắc hắn ta bị dọa cho chết mất. Dù sao với sức mạnh cùng uy danh của Vương Thanh, hắn cũng đã nhục nhã hơn nhiều rồi. Vương Thanh xoay tay lên tiếng, Trương Hàn đúng là không có mặt mũi. Hắn ta là đệ tử nội môn vậy mà dám ra tay với một tiểu bối còn chưa tính là nhập môn. Nói chuyện này ra thì chắc chắn kiểu gì hắn cũng không còn chỗ đứng cùng mặt mũi với mọi người trong tông rồi. Trương Hàn giờ đã mặc kệ hết thảy. Chuyện của Lâm sư tỷ thì Vương Thanh khoanh tay đứng nhìn, vậy mà lại vì tên nhóc Diệp Sinh này mà lập tức ra tay cứu giúp. Như này cũng thiên vị quá rồi, rốt cuộc hắn có ý gì đây? Hơn nữa, sau khi đỡ đòn vừa rồi mà Vương Thanh lại không có chút hề hấn gì. Điều này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Vương Thanh nghe xong thì chỉ có bật cười khinh rẻ. Trương Hàn mới ở thực lực luyện khí tầng 6 thì làm sao đủ tư cách để khiến hắn bị thương được cơ chứ? Trương Hàn nghe xong lại càng uất ức hơn, nói chuyện với Vương Thanh cũng chỉ làm hắn ta ức chế gấp mấy lần mà thôi. Vương Thanh quay sang mỉm cười nhìn Diệp Sinh mà xin lỗi vì lúc đầu đã không đỡ giúp cậu đòn kia. Diệp Sinh cũng cười mà đáp không có gì, nhưng trong lòng cậu đã rõ ràng mọi chuyện. Vương Thanh quá giả tạo, lời hắn nói cậu chả thể nào biết được, đâu là thật đâu là đùa. Vừa nãy khi băng kiếm phát nổ, hắn ta chả bị thương tí gì. Vậy cũng chính là nói đòn đầu tiên mà Trương Hàn tấn công cậu thì Vương Thanh hoàn toàn có thể ra tay tương cứu một cách dễ dàng, nhưng hắn ta lại không làm thế. Nếu không phải cậu có chiếc hũ kia giúp cậu loại bỏ một phần hàn khí thì e rằng lúc đó cậu đã chết mất rồi. Càng nghĩ thì Diệp Sinh càng rõ hơn, Vương Thanh chính xác là đang muốn thăm dò cậu. Chắc hắn muốn xem cậu liệu có thực sự có tư cách trở thành sư đệ của hắn ta hay không. Nếu như ban đầu mà cậu không tránh được thì chắc hẳn Vương Thanh sẽ lật mặt. Hắn sẽ không tươi cười với cậu mà sẽ như Trương Hàn, lập tức ra tay hạ sát cậu. Nguy hiểm hơn nữa thì có khi Vương Thanh đang muốn thăm dò xem cậu có gì liên quan đến lão tổ của tông môn hay không. Đây mới chính là thứ quan trọng, là biến số ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Diệp Sinh chưa rõ, cậu có liên quan đến lão tổ là tốt hay xấu. Nếu như là tốt thì Vương Thanh thăm dò cậu cũng là có lý do. Nhưng chắn hẳn Vương Thanh chưa biết rõ được mọi chuyện được. Vương Thanh thấy Diệp Sinh im lặng thì lập tức hỏi cậu đang nghĩ gì. Có chuyện gì thì cậu cứ nói rõ với hắn. Bảo đảm an nguy của cậu chính là nhiệm vụ của hắn kia mà. Vương Thanh nhìn chằm chằm cậu dặn dò, Diệp Sinh nhất định không được giấu giếm hắn ta bất cứ chuyện gì hết. Diệp Sinh giả vờ như không biết gì mà thoải mái đáp ứng. Trương Hàn nhìn Diệp Sinh và Vương Thanh nói chuyện thì quát lên. Chuyện của hắn ta đã xong đâu mà hai người còn đứng đây giao lưu tình cảm cơ chứ? Hắn muốn cho Vương Thanh biết, hắn từ trước đến giờ vẫn coi thường sự tồn tại của hắn thì chính là sai lầm lớn nhất. Trương Hàn lại triệu hồi ra một thanh kiếm, hắn muốn chứng minh năng lực của mình để Vương Thanh sáng mắt ra. Trương Hàn muốn khiêu chiến với Vương Thanh, hôm nay hắn muốn đánh một trận sống chết thì mới chịu được. Vương Thanh nhìn Trương Hàn bằng ánh mắt thú vị. Thanh bảo kiếm hắn vừa triệu hồi lại chính là đại nhất thương danh chấn tông môn của Trương Hàn, tên này cũng chịu chơi đấy. Trương Hàn mặc kệ lời nói nhảm nhí của Vương Thanh mà cầm đao lao đến. Thế nhưng với đòn tấn công này, Vương Thanh lại có thể tránh né dễ dàng. Tốc độ của Trương Thanh quả thật đã nhanh hơn trước đây không ít, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nhiều hơn rồi. Dưới sự tấn công dồn dập của Trương Hàn, Vương Thanh vẫn điềm nhiên như không có gì. Với hắn ta, Trương Hàn thật sự quá chậm, Trương Hàn càng đánh lại càng hung hăng hơn, bởi thái độ của Vương Thanh thật sự quá là đáng ghét. Có lẽ trong mắt hắn ta, Trương Hàn chả khác gì người sắp chết cả. Trương Hàn thật sự chỉ muốn chửi Vương Thanh, cái tên này chẳng lẽ cầm tinh cá trạch vậy trời. Vừa chửi xong thì Vương Thanh cuối cùng cũng ra tay phản đòn. Đây chính là đòn tấn công đầu tiên của hắn sau một loạt đòn đánh của Trương Hàn. Và tất nhiên, đòn này hơi bị mạnh luôn rồi. Vương Thanh chỉ dùng tay không đánh tới, thanh bảo kiếm của Trương Hàn đã trực tiếp vỡ vụn ra tại chỗ. Không chỉ vậy, Trương Hàn cũng phải gánh không ít lực đánh vào cánh tay mình. Diệp Sinh đứng bên cạnh chỉ biết kinh ngạc, lần này cậu đúng là được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên cậu thấy người tu tiên đánh nhau đó. Là tiên thuật trong truyền thuyết đây này, đúng là quá lợi hại rồi. Trương Hàn nhớ chiêu vừa rồi mới biết được, Vương Thanh đã đạt đến luyện khí tầng 7 rồi. Quả nhiên lời đồn trong tông môn không sai, Vương Thanh không chỉ tính tình ác độc mà thực lực lại càng làm cho người khác kính nể hơn. Vương Thanh vẫn một mực giữ thái độ, lời đồn kia hắn không dám nhận. Có điều những đòn tiếp theo của hắn sẽ không nhẹ tay với Trương Hàn nữa đâu. Trương Hàn muốn đỡ được lúc Vương Thanh nghiêm túc thì không dễ được đâu đấy. Diệp Sinh bắt đầu hơi lo rồi, hai quả bom này đang muốn làm trò gì nữa vậy? Cả hai đua nhau nhảy lên không trung đón đầu nhau. Vương Thanh lại càng mỉm cười rõ hơn, Trương Hàn vẫn chứng nào tật nấy, quá là hấp tấp. Mới thấy hắn chuẩn bị ra tay thì đã nôn nóng rồi. Đúng là tên này chả biết rút kinh nghiệm gì hết mà. Trương Hàn và Vương Thanh chạm đòn, một vụ nổ lớn diễn ra trên không trung, bao phủ hết sảnh trưởng lão đường. Những đệ tử xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến chỗ của trưởng lão điện.
mọi người kéo nhau xuống chỗ vụ nổ diễn ra để xem xét tình hình. Đến nơi thì mới ngạc nhiên là Vương Thanh và Trương Hàn lại dám đánh nhau ngay trước cửa trưởng lão điện. Chẳng mấy chốc, cả sân đã lấp đầy bởi các đệ tử. Ai nấy cũng bàn tán sum suê mà suy đoán, đánh nhau kịch liệt đến mức này, lẽ nào hai người họ định quyết đấu sinh tử ư? Chuyện này thật sự không nằm trong dự đoán của Vương Thanh, ai mà biết mấy tên gia hỏa gần đây lại chạy đến hóng chuyện cơ chứ. Vì mối quan hệ của hắn cùng các đệ tử khá tốt nên có mấy người còn định chạy lại chỗ hắn để hỏi chuyện. Cũng may là có người còn lý trí kéo mấy tên ngu này lại. Chỗ người ta đang đánh nhau, hóng chuyện thì đứng một bên thôi chứ chạy lại làm gì cơ chứ. Sau đòn vừa rồi, Trương Hàn chính là kẻ thua, hắn đứng một chỗ mà không chịu được nhổ liên tục mấy ngụm máu. Hắn lúc này mới thừa nhận, Vương Thanh quả nhiên lợi hại, hôm nay hắn ta mới được lĩnh giáo. Nhưng hắn ta vẫn không thể chấp nhận được, Vương Thanh lại có thể vì một người mới mà hoàn toàn không quan tâm đến võ đài của Lâm Sư Tỷ. Như vậy hắn không thể nào chấp nhận được, Vương Thanh biết Trương Hàn sẽ không chịu lùi bước, vậy thì hắn chả còn cách nào khác ngoài việc giáo huấn cho Trương Hàn một trận trước tông môn rồi. Vương Thanh hít một hơi thật sâu, khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu cuồn cuộn toát ra. Đây chính là khí tức của luyện khí tầng 8 sơ kỳ. Tất cả mọi người trong hiện trường bắt đầu ồ lên bất ngờ. Hóa ra Vương Thanh đã sớm tấn thăng lên tầng cao hơn, hắn đúng là được ông trời sủng ái. Thành tích này ở tông môn được mấy ai có cơ chứ? Giờ chỉ còn đợi xem Trương Hàn có thể chống đỡ thế nào hay không thôi. Đám người xung quanh đã bắt đầu bàn đến lý do mà Trương Hàn lại cứ đâm đầu rước lấy phiền phức này. Hóa ra, còn có một tin tức ghê hơn nữa, đó là võ đài của Lâm Sư Tỷ bị phá bỏ chính là do Vương Thanh đứng ở phía sau sai khiến mà ra. Vậy Trương Hàn nói đến tìm Vương Thanh để trợ giúp nhưng thực chất chính là đến tính sổ rồi, chuyện này đúng là thú vị thật. Phía bên kia, Vương Thanh đúng là nghịch thiên, hắn đã trực tiếp thăng đến luyện khí tầng 8 hậu kỳ luôn rồi. Diệp Sinh lúc này đã không chịu được đến gục ra đất, sức ép khủng khiếp này thật sự quá lớn. Một người còn chưa nhập môn như cậu làm sao có thể chịu nổi cơ chứ? Diệp Sinh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Trương Hàn có chết hay không thì cậu không biết được, nhưng cậu biết bản thân mình đã sắp chết rồi đây này. Diệp Sinh bắt đầu run rẩy, cậu chỉ có thể lẩm bẩm, không được từ bỏ. Cậu không được ngã tại đây, nếu lần này cậu ngã xuống thì cậu không thể nào mà đứng dậy được nữa. Ngay lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Áp lực đột nhiên giảm nhanh chóng, Diệp Sinh còn cảm giác được giống như thiên địa linh khí xung quanh đang hòa nhập tiến thẳng vào cơ thể mình vậy. Diệp Sinh nhận ra được sức ấm tỏa ra trong ngực. Là cái hũ nhỏ kia, nó lại đang phát huy tác dụng rồi. Diệp Sinh có chút tự hào, nhờ có nó mà cậu có cảm giác như bản thân mình đang vô địch vậy. Thật đúng là tuyệt vời, Diệp Sinh bắt đầu đứng dậy. Giờ đến lượt Vương Thanh hoảng hốt, hắn ta không thể tin được vào mắt mình. Làm sao một kẻ chưa có tu vi nào như Diệp Sinh lại có thể không bị khí tức luyện khí tầng 8 của hắn ta áp chế cơ chứ? Đây chính là chuyện gần như không thể xảy ra. Diệp Sinh lúc này lại cảm nhận được sự thoải mái toát ra từ từng mạch máu một. Vương Thanh bắt đầu nghĩ đến một khả năng, lẽ nào đây chính là nạp linh ư? Trương Hàn lúc này thấy Vương Thanh không chú ý đến nên hét lên gọi Vương Thanh, liệu hắn có muốn đánh nữa không đây? Vốn dĩ Vương Thanh không muốn động thủ, hắn cũng thừa nhận, võ đài của Lâm Sư Tỷ của Trương Hàn cũng chính là do hắn sai người đi phá. Nhưng vậy thì thế nào cơ chứ, hắn ta đâu sợ gì. Vốn dĩ hắn không muốn để lộ thực lực của mình. Tất cả là do Trương Hàn ngu ngốc ép hắn, đến bước này rồi thì đừng nên trách hắn dùng thủ đoạn độc ác nữa. Nói xong, Vương Thanh lập tức lao đến chỗ Trương Hàn với tốc độ siêu nhanh. Chính Trương Hàn cũng biết, hắn sắp toi rồi, không kịp đỡ nổi. Đám đệ tử xung quanh cũng biết, Trương Hàn lần này chết chắc rồi. Với tu vi của Vương Thanh thì đã có thể so được với đám người Lâm Thanh rồi. Nhưng ngay phút giây đó, một giọng nói vang lên, dừng tay hết cho ta, là Lưu trưởng lão. Cuối cùng ông ấy cũng vì sự việc này mà xuất hiện rồi. Đám người này đúng là chả ra thể thống gì hết mà. Vương Thanh và Trương Hàn đúng là quá đáng, lại đi kiếm chuyện đánh nhau ở ngay bên ngoài trưởng lão điện. Chẳng lẽ lại dám nghĩ ông sẽ không ra tay ngăn cản ư? Vương Thanh định lên tiếng giải thích thì Lưu trưởng lão đã lên tiếng ngăn lại. Ông hỏi đến Diệp Sinh, rồi hỏi cậu là ai, Vương Thanh cũng không ngại ngần mà nói rõ. Diệp Sinh chính là người thành công khải linh ở bên ngoài cửa tông môn. Dựa theo quy định mà lão tổ lưu lại thì Diệp Sinh đã có thể trực tiếp xưng là đệ tử nội môn rồi. Nhưng không ngờ, vừa đến trước cửa điện trưởng lão thì đã bị Trương Hàn ngăn cản làm chậm trễ. Trương Hàn thấy Vương Thanh mách tội mình thì bắt đầu bực mình. Đây có phải là lỗi mỗi hắn đâu chứ, ai bảo Vương Thanh ra tay với Lâm Sư Tỷ làm gì chứ. Nhưng Lưu trưởng lão lại chả quan tâm đến chuyện của Trương Hàn, ông chỉ quan tâm đến Diệp Sinh. Cậu thực sự đã ở bên ngoài tông môn mà thành công thu hút được sự chú ý đến kiếm linh của lão tổ để lại ư? Trương Hàn nghe rõ mọi chuyện thì mới hiểu rõ vì sao Vương Thanh lại bơ qua chuyện của hắn mà chỉ chăm chăm đến Diệp Sinh. Nhưng nếu là như vậy thì chẳng lẽ Diệp Sinh đang tự thân nạp linh ư? Thiên phú của cậu đã đạt đến bước này rồi ư? Trương Hàn bắt đầu lo lắng. Nếu Diệp Sinh thành công nhập môn thì cậu sẽ nhanh chóng có được quyền thế. Lúc đó, chắc chắn cậu sẽ nhớ lại chuyện hôm nay mà tìm hắn gây chuyện phiền phức. Nhưng tự thân nạp linh cũng có nhiều nguy hiểm.
Diệp Sinh rất có khả năng vì không chịu được mà tự bạo rồi chết. Tóm lại, hắn không thể để cậu sống được, và quả đúng như Trương Hàn suy đoán. Diệp Sinh đã xuất hiện vấn đề, cơ thể cậu bắt đầu đau đớn như từng sợi mạch máu đang nứt vỡ. Diệp Sinh hộc máu rồi ngã ra đất, Lưu trưởng lão hớt hải chạy đến xem xét cho Diệp Sinh. Ông sờ mạch máu ở tay Diệp Sinh thì cũng rõ. Linh khí trong cơ thể Diệp Sinh đang quá nhiều nên cậu căn bản không thể chịu được nữa. Trình độ kinh mạch như cậu hiện tại thì không thể nào tiếp nhận được thêm linh khí cọ rửa. Lưu trưởng lão bắt đầu phong bế linh khí của Diệp Sinh. Rất nhanh, Diệp Sinh đã tỉnh dậy, cậu cũng ổn hơn rất nhiều. Lưu trưởng lão dặn dò Diệp Sinh đừng nói gì hết. Cậu chỉ cần giữ vững tâm thần, khoanh chân ngồi tại chỗ để ông hỗ trợ cậu. Tiếp theo chính là niệm khấu quyết theo ông, Thiên Đại Chi Thủy, Vân Hải Mang Mang, Khai Vân Kiến Nguyệt, Phách Hải Vi Sơn. Chẳng mấy chốc, toàn bộ linh khí xung quanh bắt đầu ồ ạt như một cơn lốc xoáy ngay phía trên Diệp Sinh. Lưu trưởng Hàn dặn dò cậu, nhất định phải thủ chắc đan điền rồi dẫn dắt linh khí vào vị trí chính giữa để nó tạo thành một vòng xoáy. Diệp Sinh quả nhiên có thiên phú, cậu đã thành công. Cảm giác thoải mái kia lại xuất hiện, cậu muốn cảm nhận được nó nhiều hơn nữa. Lưu trưởng lão lập tức nhắc nhở Diệp Sinh, nhất định phải loại bỏ tạp niệm, tập trung toàn bộ tinh thần. Một chốc sau, những linh khí kia đã biến mất, mọi việc đã kết thúc, Diệp Sinh đã được cứu sống. Lưu trưởng lão và Diệp Sinh đứng dậy, ông vẫn căn dặn cậu thêm một lần nữa. Cậu nhất định không được tham lam, chỉ khi căn cơ cậu vững chắc thì Diệp Sinh mới có thể tiến thêm được một bước. Vương Thanh Nhân lúc này lập tức chúc mừng Lưu trưởng lão, đệ tử nội môn lại có thể một thiên tài rồi. Diệp Sinh chính là người thứ ba thành công tự thân nạp linh trong 100 năm trở lại đây, chỉ đứng sau mỗi Lâm Thanh và U Dương sư huynh mà thôi. Trương Hàn càng ngày càng tức giận hơn, Lưu trưởng lão chả thèm quan tâm đến Vương Thanh và Trương Hàn. Ông ta lúc này chỉ còn sức để chú ý đến mỗi Diệp Sinh mà thôi. Ông lập tức bảo cậu thử vận khí lại lần nữa. Diệp Sinh lập tức vận khí, sức mạnh thật sự không thể xem thường được, là luyện khí tầng 8. Trương Hàn không thể tin được, một bước nhảy lên tầng 8, chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi. Nhưng không chỉ như vậy, khí tức của Diệp Sinh lại tiếp tục tăng lên nữa. Là luyện khí tầng 9, Lưu trưởng lão nhìn cậu mừng rỡ như nhặt được vàng vậy. Sau đó ông quay sang mắng những đệ tử xung quanh. Các người ngơ ngẩn ở đây làm gì vậy? Lẽ nào không cần luyện công nữa ư? Đám người bọn chúng bắt đầu sợ hãi, lập tức rời đi. Kể cả Trương Hàn và Vương Thanh cũng định quay người rời đi. Nhưng Lưu trưởng lão lại ngăn hai người họ lại. Vương Thanh đứng bên cũng nhắc Trương Hàn, phiền phức của hắn đến rồi kìa. Lưu trưởng lão lập tức trách mắng Trương Hàn, hắn dám động thủ với đệ tử mới nhập môn. Vì vậy, hắn sẽ bị phạt đến Đoạn Sơn Nhai Diện Bích 8 ngày. Hắn lập tức chấp phạt thì mọi chuyện sẽ coi như xong chuyện. Trương Hàn lập tức phản bác, hắn ta không chấp nhận được việc này. Nhưng Lưu trưởng lão lại quát lớn, nếu Trương Hàn hắn ta mà còn nói thêm bất kỳ một câu nữa thì nhất định hắn sẽ bị đuổi khỏi nội môn ngay lập tức. Trương Hàn chỉ đành chấp nhận, tuân theo lời dạy bảo của Lâm trưởng lão. Nếu ở đây không có chuyện gì thì hắn xin phép lui trước vậy. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu rời đi, chỉ để lại một mình Diệp Sinh và Lưu trưởng lão. Diệp Sinh lập tức cúi người tạ ơn cứu mạng của Lưu trưởng lão. Vừa rồi nếu không có ông chắc hẳn cậu đã tự bạo mà chết rồi. Lưu trưởng lão lại khen ngợi Diệp Sinh lần nữa. Ban đầu cậu chỉ là một luyện khí tầng 1 thôi mà đã có thể lay động được tia ý thức của lão tổ, đúng là không hề đơn giản chút nào mà. Có lẽ Vương Thanh nói đúng, Diệp Sinh chính là kỳ tài tu tiên hiếm có. Hiện tại, Diệp Sinh cũng có thể coi như là một tu chân giả rồi. Nói rồi ông dẫn Diệp Sinh đi vào bên trong trưởng lão điện. Lưu trưởng lão tuy đã lớn tuổi mà vẫn đi nhanh hơn cả một đứa trẻ như Diệp Sinh nữa chứ. Đi vào bên trong, Diệp Sinh có chút bất ngờ. Bên ngoài đại điện thì rộng lớn trang hoàng, nhưng bên trong lại khá đơn sơ và cũng không quá lớn. Lưu trưởng lão cùng Diệp Sinh đi thẳng vào bên trong, cho đến thẳng một bức tượng khổng lồ bên trong. Lưu trưởng lão tuyên bố, con đường tu hành của Diệp Sinh đã có thể bắt đầu ngay từ đây rồi. Diệp Sinh thì bận rộn ngơ ngác nhìn chăm chăm vào bức tượng kia, nó thật sự quá lớn, quá hùng vĩ rồi, tiếp theo cậu cần làm gì đây? Lưu trưởng lão nói với Diệp Sinh, nghi thức trở thành đệ tử nội môn không thể thiếu trong tông môn chính là đặt tay lên bức tượng kia. Diệp Sinh chẳng hề ngại ngần làm theo, cậu đi thẳng đến chỗ bức tượng, chầm chầm đưa tay lên, chạm vào bức tượng. Đôi mắt trên bức tượng chợt lóe lên, một sức mạnh to lớn phóng thẳng về phía Diệp Sinh. Nhưng khi đến trước mặt cậu, nó lại tụ thành một viên ngọc lớn, lung linh và tuyệt đẹp. Diệp Sinh đang bị thu ý bởi viên ngọc thì nó đột nhiên lao thẳng vào ấn ký ngay trán cậu. Diệp Sinh bất ngờ ôm lấy trán mình, Lưu trưởng lão giải thích. Đó chính là lạc ấn của tông môn, nó sẽ luôn ở bên cơ thể cậu, biết được sống chết của Diệp Sinh. Những lúc quan trọng nó còn có thể giúp cậu bảo vệ cơ thể, là một bảo vật bổn mệnh thật sự. Món đồ này đúng là có hiệu quả thần kỳ thật sự. Tiếp theo, ông sẽ dẫn Diệp Sinh đến dược điền. Diệp Sinh bất ngờ, dược điền gì cơ? Lưu trưởng lão bình tĩnh đáp. Kể từ hôm nay, Diệp Sinh sẽ là người phụ trách trông coi dược điền. Đây chính là việc ông ưu ái nhất dành cho cậu rồi. Dược điền có linh khí đầy đủ, việc này sẽ giúp cậu thuận lợi hơn trong việc tu luyện rất nhiều.
nhưng Diệp Sinh nhất định phải nhớ kỹ, đệ tử của Lục Đạo Tông sẽ không bao giờ lùi bước. Đây chính là đạo lý mà bất kỳ người tu đạo nào cũng sẽ phải ghi nhớ thật kỹ. Lưu trưởng lão cũng nhắc cậu một chút về quy định của đệ tử nội môn. Khu vực nghỉ ngơi sẽ cấm tất cả thể loại khiêu chiến đánh đấm giữa các đệ tử. Còn đối với trường hợp có ai muốn chiến đấu sinh tử thì có thể đến khu công khai, cũng chính là khu vực tự do, sẽ không có bất kỳ ai quản lý các đệ tử. Nhưng đồng nghĩa với việc đó thì khu vực tự do sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu Diệp Sinh có đi đến đó thì nhất định phải cẩn thận, bây giờ thực lực của cậu vẫn chưa đủ. Ông cũng đưa cho cậu một miếng ngọc bội rồi dặn dò, nếu có bất kỳ ai đến tìm cậu gây phiền phức thì cứ việc lấy nó ra. Đảm bảo cậu sẽ bình an vô sự, đây chính là sự bảo hộ ông dành riêng cho cậu. Nhưng tất nhiên, nó sẽ không phải là mãi mãi. 3 năm, Diệp Sinh nhất định phải trả lại nó cho ông. Diệp Sinh vui vẻ nhận lấy rồi tạ ơn của Lưu trưởng lão. Sở dĩ ông dặn dò cậu kỹ càng đến vậy là do Lục Đạo Tông hoàn toàn không hề giống với những tông môn cứ khư khư giữ lấy giáo điều rỗng tuếch. Nơi này luôn luôn thúc đẩy giao lưu lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé. Nếu như Diệp Sinh muốn đạt được phong quang vô tận thì nhất định phải có đủ thực lực cho mình. Đây chính là chân lý, là nguyên tắc duy nhất của tu chân giới. Sau đó, Lưu trưởng lão dẫn Diệp Sinh đến Dược Điền, nơi này quả thật tuyệt vời hơn cậu nghĩ. Rộng lớn, bình yên và đặc biệt là linh khí dồi dào đậm đặc. Sau này Diệp Sinh sẽ ở nơi này chăm sóc Dược Điền. Mỗi một ngọn núi đều có những người khác nhau trông coi. Diệp Sinh phụ trách ngọn núi nho nhỏ này là được, bên cạnh ngọn núi là một căn nhà nhỏ. Đây sẽ là nơi ở của cậu trong khoảng thời gian tới. Xung quanh Dược Điền sẽ có một trận pháp bảo hộ. Diệp Sinh chỉ cần dùng thần trí của mình thâm nhập vào trung tâm là đã có thể mở khóa được trận pháp kia. Ban đêm cậu phải lưu ý không để phòng dược tài bị đánh cắp. Nếu có trường hợp đó thì cậu sẽ có quyền được tự vệ phòng thân. Tiếp theo, Lưu trưởng lão lại đưa cho Diệp Sinh hai bộ công pháp là Thanh Tâm Quyết và Hoàng Thổ Quyết. Lúc tu luyện thì cậu có thể dùng thần trí xâm nhập vào mà quan sát. Diệp Sinh có chút ngại ngùng, Lưu trưởng lão này giờ tặng cho cậu nhiều đồ quá đi, ngực cậu sắp không chứa nổi nữa rồi đây này. Trước khi rời đi, ông cũng nhắc cậu thêm một lần nữa. Sau này bản thân cậu tu hành như thế nào thì phải xem vào tạo hóa mà thôi, ông sẽ không ở cùng để giúp cậu tí nào đâu. Diệp Sinh nhớ kỹ, phải tự nắm bắt lấy cơ hội của mình. 3 năm chính là thời hạn ông đến để kiểm tra. Đến lúc đó, nếu cậu vẫn muốn ở lại nơi này thì phải thể hiện khả năng của bản thân mà tự giành lấy cơ hội thôi. Cuối cùng, hàng ngày sẽ có các đệ tử ngoại môn đến để đưa cơm cho cậu. Nếu có xung đột gì thì cứ việc đưa ngọc bội ra để tránh bớt phiền phức. Diệp Sinh nhìn theo hình bóng Lưu trưởng lão rời đi. Cậu tự hứa với bản thân mình, nhất định sẽ cố gắng hết mình, đặc biệt là với sư phụ. Diệp Sinh cậu nhất định sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, ông nhất định sẽ tự hào về cậu cho mà xem. 10 ngày sau, Diệp Sinh đã dần quen với cuộc sống ở Dược Điền. Những ngày qua, lúc tu luyện nào cậu cũng lấy chiếc hũ nhỏ kia ra đặt bên cạnh mình. Linh khí nơi này dồi dào nên quá trình tu luyện của cậu khá thuận lợi, mới đây mà đã đến được luyện khí đỉnh phong tầng 1 rồi. Diệp Sinh ngừng lại nghỉ ngơi một chút, cậu quay sang nhìn chiếc hũ mà vui vẻ. Nó đã giúp cậu rất nhiều từ lúc đến Lục Đạo Tông, có vẻ đã tới lúc cậu đặt cho nó một cái tên rồi. Suy nghĩ một hồi thì Diệp Sinh quyết định gọi nó là Ma Quán. Không khí ở Dược Điền thật sự là quá tốt rồi, nó không chỉ giúp cậu tu luyện nhanh chóng mà còn giúp cậu thư giãn tịnh tâm hơn rất nhiều. Giờ cậu thực sự thấy phấn khích trong lòng, cơ thể cùng vì vậy mà tràn đầy năng lượng luôn. Diệp Sinh chạy lên nóc ngôi nhà nhỏ mà thư thả nhìn cảnh vật xung quanh. Thiên địa linh khí khắp nơi không ngừng đổ vào căn nhà này. Cứ tiếp tục thế này thì cậu cảm thấy việc trở thành cường giả thiên kiếp cũng không phải là không có khả năng. Tới lúc đó cậu nhất định sẽ mang tất cả các bảo bối cùng mình đi du ngoạn, nhưng Diệp Sinh cũng tò mò không kém. Không biết từ lúc Lưu trưởng lão giao cho mình quản lý mảnh Dược Điền thì này thì sẽ khiến biết bao nhiêu người phải đỏ mắt vì ganh tị đây. Ngay lúc cậu đang vui vẻ thì đùng một cái là tên đệ tử ngoại môn đến giao cơm. Tên này đúng thật là quá đáng ghét rồi, vào phòng người khác mà không gõ cửa, đã vậy còn đạp cửa đùng đùng. Đúng là quá bất lịch sự rồi, hắn ta tên là Chu Minh. Lúc mới đầu hắn còn kiêng dè thực lực của cậu mà kính nể. Nhưng mấy ngày hôm nay hắn lại cậy thực lực bản thân là luyện khí tầng 3 sơ kỳ, cho rằng mình mạnh hơn cậu mà càng ngày càng hỗn xược. Quá đáng hơn là, hôm nay hắn ta lại đi thẳng đến giường đá của cậu rồi tu luyện. Diệp Sinh tức giận chạy đến, đó là giường của cậu kia mà, rõ ràng trưởng lão đã nói qua. Các đệ tử ngoại môn nên nghe theo phân phó của đệ tử nội môn. Diệp Sinh bảo hắn ta đưa cơm xong thì lập tức rời đi cho cậu. Nhưng tên Chu Minh này lại vô cùng khinh người, hắn ta nhắm mắt làm ngơ, còn bảo cậu đừng làm ồn nữa chứ. Bởi hắn ta biết một điều, quy định của tông môn chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí. Ở nơi này, cường giả vi tôn, thực lực chính là thứ hơn hết. Nếu Diệp Sinh muốn giành lại giường thì cứ việc đánh nhau một trận xem nào. Diệp Sinh nghe vậy thì chỉ đành cắn răng cam chịu. Bởi cậu biết, quả thật mình đánh không lại Chu Minh. 2 canh giờ sau, hắn ta cũng chịu rời đi. Diệp Sinh chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ta tự tiện hành động. Sau khi Chu Minh rời đi, cậu lại mỉm cười đắc ý,
cậu đã nghĩ ra biện pháp đối phó với hắn rồi. Cậu tiến lại chỗ quả cầu to trên bàn, trung tâm của dược điền này rồi bắt đầu cho thần trí mình tiến vào bên trong. Hôm nay cậu nhất định sẽ cho tên Chu Minh này mở mang tầm mắt. Phía Chu Minh, hắn ta vừa đi khỏi dược điền vừa mắng Diệp Sinh. Trưởng lão thật sự quá đáng, lại để cho một tên phế vật như Diệp Sinh trông coi dược điền này. Nếu như Diệp Sinh dám ngăn cản hắn ta tu luyện thì hắn nhất định sẽ mặc kệ mà ra tay giết cậu luôn cho mà xem. Nhưng lúc này một khí tức từ trên cao ập xuống, cùng với đó là giọng nói của Diệp Sinh. Nếu như Chu Minh hắn không muốn chết thì lần sau hãy đặt đồ ăn ở chân núi rồi dùng linh lực chuyển lên, hắn không được phép bước vào dược điền nửa bước. Cùng với đó là một trận pháp bắt đầu hình thành. Chu Minh cũng hiểu rõ, Diệp Sinh đã mở khóa hộ sơn trận pháp, không cho hắn bước vào dược điền nữa. Hắn chỉ đành cắn răng ghi thù mà rời đi. Phía Diệp Sinh, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì Chu Minh đã chịu rời đi. Bởi nếu hắn ta điên lên mà ở lại liều mạng thì cậu chắc đã chết rồi. Nhưng sau khi mở khóa trận pháp, linh lực trong cơ thể cậu đã cạn kiệt toàn bộ. Có lẽ đây chính là tai họa của việc linh lực không đủ mang đến. Giờ đây Diệp Sinh mới thực sự xem trọng hai chữ thực lực. Nếu không có thực lực, đứng trước mặt kẻ khác thì cậu vẫn chỉ là một trò cười mà thôi. Tối đến, Diệp Sinh lại đâm đầu vào tu luyện. Mặc dù ma quán có thể giúp cậu ôn dưỡng kinh mạch và không bị linh khí làm trướng lên mà tự bạo, nhưng cậu lại không thể dựa vào nó để đột phá. Nếu như cậu vẫn chưa có cách nào nhanh chóng để tăng được thực lực của bản thân thì lần sau có gặp Chu Minh, cậu sẽ lành ít dữ nhiều mất. Đang căng não suy nghĩ thì cậu lại chợt nhớ ra những tấm ngọc giản mà Lưu trưởng lão để lại cho mình. Trong đó có ghi chép qua, ngưng thần thảo có công hiệu giúp nhập định, tốc độ hấp thu linh khí trời đất có thể tăng lên gấp đôi. Vì vậy nó sẽ có lợi ích rất lớn đối với những tu luyện giả sơ cấp như cậu. Diệp Sinh tìm được cách thì rất hào hứng, cậu quyết định phải tìm thấy ngưng thần thảo ngay trong tối hôm nay mới được. Nghĩ là làm ngay, Diệp Sinh cầm theo chiếc đèn dầu trên tay rồi chạy thẳng ra phía những ruộng thảo dược kia. Nhìn qua thì có vẻ sẽ khá dễ tìm, khu vực này khá trống, nếu có ngưng thần thảo thì nhìn qua là đã có thể thấy ngay. Nhưng bắt tay vào tìm thì cậu mới biết nó khó hơn mình nghĩ rất nhiều. Tìm khắp hết khu này rồi mà lại chả thấy một gốc ngưng thần thảo nào hết. Trong ngọc giản kia có nói qua, ngưng thần thảo tập hợp nguyệt sắc tinh hoa. Nhưng nơi này vô số thảo dược phát ra linh khí, nên cậu chả biết được cái nào mới là ngưng thần thảo thật sự. Những quang đoàn trong dược điền này to nhỏ đều có, nhưng không hẳn là vì nguyệt sắc tinh hoa mà mới phát ra quang mang. Vậy thì điểm khác biệt là gì đây ta? Diệp Sinh lấy lại tinh thần, một lần nữa đi tìm kiếm. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng cậu, Diệp Sinh đã tìm thấy ngưng thần thảo. Nó có dạng ba lá hình chu thiên, vây quanh tâm chính giữa, nơi tụ hội sương mai, nguyệt sắc tinh hoa, chính là nó. Diệp Sinh mang ngưng thần thảo về rồi cho vào ma quán. Cậu đặt nó bên cạnh rồi bắt đầu tu luyện. Nhìn qua những lá ngưng thần thảo này thì nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm nên cậu cũng chả biết là có hiệu quả thật hay không. Nhưng thôi đành liều một lần vậy, cậu có thể thành công tiến vào luyện khí tầng 2 hay không đều phải dựa vào nó rồi. Diệp Sinh lấy một lá ngưng thần thảo lên rồi cho vào miệng mình. Linh khí nồng đậm trong nó bắt đầu ùa ra chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Cảm giác khó chịu này chỉ có trong chốc lát rồi biến mất. Nó giống như bị cả chục người vây vậy đánh một trận vậy. Chả biết phải tiếp tục đến bao giờ thì mới đột phá được đây. Nhưng nhìn sang thì ma quán đang phát lên một ánh sáng nhẹ nhàng, làm cậu lại có thêm quyết tâm. Có chịu được khổ thì mới có được thành công mà, cậu cứ liều mạng một phen vậy. Dù sao vẫn còn nhiều ngưng thần thảo như vậy, cậu ăn mãi cũng chả hết được. Diệp Sinh cứ thế tiếp tục cho đến tận sáng ngày hôm sau. Chu Minh lại đạp cửa xông vào bên trong đưa cơm rồi đòi ngồi lên giường Diệp Sinh tu luyện như thường lệ. Nhưng Diệp Sinh lại trầm ngâm mặc kệ hắn, cậu bảo Chu Minh để cơm lại rồi lập tức cút đi. Diệp Sinh tức giận rồi, nhưng lần này cậu sẽ không đứng im nhìn hắn ta làm càng như hôm qua nữa đâu. Lần này cậu nhất định sẽ cho hắn ta đẹp mặt. Diệp Sinh bước xuống giường kích động, Chu Minh hắn tưởng cậu dễ ức hiếp đến vậy sao? Đồng thời cậu cũng để lộ khí tức của mình cho hắn ta thấy, Chu Minh quả nhiên đã hoảng sợ. Mới một đêm mà Diệp Sinh đã đột phá thành công từ luyện khí tầng 1 lên đến tận luyện khí tầng 2 đỉnh phong rồi. Nhưng lòng tham trong đầu hắn lại nổi lên mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Hắn đã từng nghe qua công việc trông coi dược điền này vô cùng nhàn hạ. Đã vậy còn có được phúc lợi đến đáng sợ, giờ chứng kiến tận mắt mới thấy khiếp sợ. Nếu như hắn có thể khống chế được Diệp Sinh, thì sau này cả dược điền này nhất định sẽ thuộc về hắn ta. Chu Minh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đe dọa Diệp Sinh. Hôm qua là do hắn bất cẩn nên mới bị cậu đưa vào trong. Diệp Sinh đừng quên thực lực của cậu vẫn thua kém hắn ta. Lần này muốn mở pháp trận để công kích hắn thì có mơ đi. Hắn ta thừa biết pháp trận đó chỉ có thể đối phó được với những người bên ngoài. Còn người ở phạm vi bên trong thì hoàn toàn vô dụng. Bằng không với hành vi của hắn mấy ngày hôm nay thì Diệp Sinh đã sớm ra tay từ đầu rồi. Diệp Sinh sai lầm ở chỗ, quá dễ bộc lộ thực lực với người khác, bao gồm cả việc thực lực của bản thân tăng lên một cách đột ngột. Diệp Sinh vẫn mặc kệ mà lao đến tấn công Chu Minh. Cậu muốn xem thử giữa cậu và hắn ta thì ai mới là kẻ dễ dàng bộc lộ thực lực của bản thân hơn.
nhưng Chu Minh lại dễ dàng tránh thoát được đòn vừa rồi của cậu. Hắn biết, cho dù Diệp Sinh đã đến được luyện khí tầng 2 rồi, nhưng ngoài thanh tâm quyết ra thì cậu lại chẳng có pháp thuật hay kỹ xảo chiến đấu nào cả. Hôm nay, Chu Minh hắn sẽ cho cậu biết rõ sự lợi hại của luyện khí tầng 3. Rất nhanh, Diệp Sinh đã bị hắn đánh văng ra đằng sau. Cũng may là cậu kịp né tránh nên căn bản cũng chả bị thương gì, nhưng Chu Minh đã hạ sát tâm. Hắn muốn giết chết cậu, nhưng nghĩ lại thì sẽ gây ra nhiều phiền phức sau này, có điều hắn lại có chủ ý khác. Đó là biến cậu trở thành một khôi lỗi, khiến cậu trở thành con rối mặc cho hắn điều khiển. Chu Minh bắt đầu khai ấn, niệm khẩu quyết, Diệp Sinh bắt đầu lo lắng, cậu căn bản không thể lấy cứng đối cứng. Không những linh khí của cậu không thể so bì với hắn ta mà tất cả mọi thứ, cậu đều không thể thắng lại. Thân pháp, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Sinh chỉ có một con số không tròn chỉnh. Chu Minh còn có cả thứ độc khí màu tím kia nữa. Đó đều là những thứ mà cậu không thể đối đầu chính diện được. Chu Minh vừa ra đòn, Diệp Sinh đã không thể nhìn kịp mà phản ứng. Cậu bị trúng đòn ngã về sau, nhưng Diệp Sinh vẫn cố gắng đứng dậy. Chu Minh cứ tưởng cậu còn ngoan cố thì trực tiếp lấy ra một viên đan dược màu đen tuyền rồi đe dọa. Nếu Diệp Sinh không muốn chịu đựng cực hình thì hãy nuốt viên đan dược này xuống. Nhưng Diệp Sinh ngoài dự đoán của hắn ta, cậu không hoảng sợ cầu xin mà lại mang vẻ mặt bình thản như không có gì. Diệp Sinh lên tiếng, cậu công nhận thực lực của mình không bằng hắn ta, nhưng chẳng lẽ Chu Minh không nể nang đến Lưu trưởng lão hay sao? Chu Minh vẫn chưa hiểu ý của Diệp Sinh, hắn vẫn cho rằng quyết định của mình là chính xác. Một là hắn không làm gì đụng đến Diệp Sinh, còn đã làm rồi thì biến cậu thành khôi lỗi, lúc đó hắn còn sợ cậu báo cáo cho Lưu trưởng lão nữa hay sao? Nhưng Diệp Sinh lại mặc kệ hắn cứ bắt cậu nuốt đan, cậu ném thẳng về chỗ hắn viên ngọc bội hộ thân mà Lưu trưởng lại đã để lại, để hắn ta mở mắt thật to mà nhìn. Chu Minh nhìn sơ qua thì cũng biết rõ, đây chính là dự tuyển trưởng lão lệnh. Hắn ta không thể nào tin được là Lưu trưởng lão lại dám tặng cho một tên nhóc con mới nhập môn thứ quan trọng như này được. Diệp Sinh thấy biểu hiện của hắn thì cũng đắc ý, quả đúng là tấm lệnh bài này mới là thứ có thể cứu mạng cậu đây mà. Chu Minh hoảng hốt nhìn Diệp Sinh, chẳng lẽ do thằng nhóc này là kỳ tài tu luyện nên được ưu ái ư? Nhưng không đúng, mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được. Trong tấm lệnh bài này có một tia thần thức của trưởng lão thuộc điện trưởng lão. Chẳng lẽ Lưu trưởng lão lại muốn để cho Diệp Sinh, một tên nhóc vô dụng làm trưởng lão đời kế tiếp hay sao? Nhân lúc Chu Minh đang không tập trung, Diệp Sinh đã lùi dần về phía viên ngọc trung tâm dược điền. Chu Minh nhận ra thì vẫn không quan tâm, bởi hắn ta vẫn chắc chắn rằng trận pháp này chỉ có thể đối phó được với những kẻ đứng ở phạm vi bên ngoài dược điền mà thôi. Nhưng ai ngờ, Diệp Sinh chạm vào viên ngọc và niệm chú thì Chu Minh đã bị phong ấn cơ thể. Hắn ta không thể di chuyển được nữa, Chu Minh hốt hoảng nhìn thẳng về phía Diệp Sinh. Hóa ra, tất cả mọi thứ đều là do Diệp Sinh lừa hắn. Việc tác dụng của trận pháp hắn cũng dựa theo hành động của cậu mà phán đoán ra, thật là đáng sợ. Diệp Sinh thâm sâu hơn hắn nghĩ, Diệp Sinh đắc ý nhìn hắn, tên này ngây thơ dễ dụ thật. Hắn ta còn thật sự nghĩ là cậu sẽ nói ra toàn bộ cách sử dụng của trận pháp cho hắn nghe nữa chứ. Chu Minh không thể cử động nên chỉ có thể tức giận mà mắng Diệp Sinh. Cậu thì vui vẻ chạy đến chỗ hắn mà chộp lấy viên đan dược mà Chu Minh định ép cậu ăn ban này ra, để xem nó có thật sự thần kỳ như hắn vừa bảo không nhá. Nghĩ là làm, Diệp Sinh trực tiếp ném viên đan dược vào miệng Chu Sinh. Hắn ta đã tự mình mang đến thì giờ cứ tự mình mà ăn đi. Chu Minh không thể kháng cự chỉ có thể mắng chửi muốn giết cậu. Diệp Sinh chả thèm sợ tên này, cậu chỉ sợ hắn ta chả còn cơ hội để giết cậu mà thôi. Nhưng chỉ trong phút chốc, viên đan dược kia đã phát huy tác dụng. Chu Minh như bị thôi miên, lập tức ngoan ngoãn gọi Diệp Sinh là chủ nhân. Cậu thích thú nhìn hắn ta, thứ này cũng kỳ diệu ghê. Diệp Sinh quay sang hỏi Chu Minh, rốt cuộc công dụng thật sự của viên đan dược kia là gì? Chu Minh chỉ biết nó có thể khống chế tâm thần của người nuốt đan, chứ cũng không biết rõ nó khống chế bằng cách gì. Hắn biết được chỉ là vì đơn thuốc có ghi qua, nếu cho người khác uống thì có thể khống chế được người kia. Để hiểu rõ hơn được công hiệu của viên đan dược nọ, Diệp Sinh đã nghĩ ra được một vài cách để thử nghiệm xem sao. Cậu lập tức bảo Chu Minh ra sau nhà rơm rồi tự bốc phân mà ăn đi. Chu Minh có hơi đơ người ngập ngừng, Diệp Sinh nghi hoặc, lẽ nào đan dược kia không có tác dụng? Thật ra, Chu Minh vẫn còn có ý thức của hắn ta. Nhưng để lừa được Diệp Sinh gỡ bỏ sự trận pháp trên cơ thể mình thì hắn chỉ đành giả vờ bị khống chế mà thôi. Thứ hắn cần là một chút thời gian để ép đan dược ra, nếu may thì có khi hắn còn tự thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp nữa cơ. Chu Minh nhân lúc Diệp Sinh đang bắt mình đi ăn phân mà bảo cậu giải khai trận pháp cho mình. Diệp Sinh nghe xong cũng dễ dàng đồng ý, Chu Minh thấy vậy thì cứ ngỡ mình đã thành công lừa cậu. Nhưng hắn ta đã lầm to, Diệp Sinh không giải khai cho hắn, mà trực tiếp đánh nát đầu của Chu Minh. Đây là lần đầu tiên Diệp Sinh giết người, nhưng cậu lại không hề sợ. Ngược lại cảm giác này còn rất đã tay đấy chứ. Sau đó, Diệp Sinh quay sang lục xem túi nhỏ trên người của Chu Minh. Đổ ra thì cậu hơi bị bất ngờ, không ngờ là bên trong nó lại có chứa nhiều đồ đến như vậy được. Diệp Sinh tự nhủ là sau này cậu phải kiếm lấy một cái túi kiểu này để dùng mới được.
Xem qua một lượt thì cậu phát hiện một viên linh thạch. Diệp Sinh nhớ lại thì trong quyển tu luyện cơ sở có ghi qua, linh thạch chính là tinh hoa mà thiên địa ngưng tụ tạo thành. Linh thạch được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Mà thôi, Diệp Sinh chả cần biết là loại gì, có là cậu lấy hết. Cậu lại nhìn xuống đống đồ kia thì lại thấy một cái hộp đỏ kỳ lạ. Diệp Sinh tò mò mở ra thì thấy một viên đan nhìn giống y như viên cậu vừa cho Chu Minh ăn. Nhìn kỹ thì nó có tên là đan phương, bên cạnh cũng có tờ giấy giới thiệu công năng cụ thể của nó. Sau khi uống thì người đó sẽ bị mộng ma khống chế tâm thần và nghe theo bố trí của người khác. Nó chính là điều kiện cần có để có thể luyện người thành khôi lỗi. Diệp Sinh bực hết cả mình, Chu Minh đúng là tên khốn kiếp. Thứ công pháp này đúng là quá độc ác, cũng may là cậu không rơi vào tay hắn ta. Thứ tiếp theo trong túi là một tấm ngọc giản. Điều bất ngờ là nó vậy mà lại có một đạo thần niệm của Lưu trưởng lão. Diệp Sinh đang xem thì đột nhiên có một đạo thần thức bay ra khỏi tấm ngọc giản. Là Lưu trưởng lão, ông nói rằng mấy ngày sau chính là quán đỉnh đại lễ của tông môn. Mặc dù Diệp Sinh đã tự thân nạp linh nhưng quán đỉnh lần này lại vô cùng quan trọng. Mỗi người chỉ có một lần bước lên con đường tu chân, vì vậy tham gia đại lễ chỉ có lợi mà không có hại. Hóa ra, đây chính là lời ông muốn nhắn gửi đến Diệp Sinh, nhưng Chu Minh lại không giao ngọc giản này cho cậu. Chắc hẳn hắn muốn cậu bỏ lỡ đại lễ đó. Diệp Sinh tức giận đi ra bên ngoài. Cậu muốn tâm trạng của mình thư giãn hơn một chút, đột nhiên, trời lại mưa giò. Nó như muốn rửa sạch đi vết máu đang phủ kín trên cơ thể Diệp Sinh. Cậu nhắm mắt mà có chút nhớ đến sư phụ mình. Ông đã từng nói qua sự tàn khốc của tu chân giới cho Diệp Sinh. Quả đúng là như vậy, đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Mới có bao lâu đâu mà cậu đã phải ra tay giết người rồi. Nhưng Diệp Sinh không quá lo lắng, bởi cậu biết nếu như mình không giết người khác thì ngày sau cậu sẽ bị bọn họ giết mà thôi. Cậu chỉ muốn biết tại sao sư phụ lại muốn mình tham gia con đường tu chân, thứ ông đang kỳ vọng là gì đây. Ba ngày sau, Chu Minh mãi không trở về nên đám người của chấp pháp nội đã dẫn nhau đến dược điền để tìm Diệp Sinh điều tra. Bọn họ đập cửa đùng đùng bên ngoài, Diệp Sinh bên trong đành chấp nhận, chuyện gì nên đến cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ mong là cậu có thể lừa được họ, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải chuẩn bị cho thật tốt mà thôi. Chu Thông cũng đi cùng chấp pháp nội, Chu Minh đã nhiều ngày không quay về, nhất định là đã gặp bất trắc rồi. Diệp Sinh mở cửa ra đàng hoàng chào hỏi mọi người. Sau đó cậu nói rõ, từ khi cậu đến đây thì Chu Minh xác thực có đến chỗ cậu đưa cơm. Nhưng mà ba ngày nay cậu lại chả thấy bóng dáng của hắn ta đâu. Cậu cũng lấy lý do là mình mới nhập môn không lâu nên cũng không biết bẩm báo như thế nào. Bọn họ không tin cậu ngay mà đi vào bên trong để kiểm tra. Diệp Sinh đứng sang một bên để đoàn người đi vào căn phòng. Cậu chạm mắt với Chu Thông, lẽ nào tên này lại bán rẻ cậu ư? Tác phong của chấp pháp nội cũng không quá gay gắt, họ chỉ nhìn qua rồi kiểm tra một số nơi đáng ngờ mà thôi. Đã vậy còn thuận miệng khen Lưu trưởng lão xem trọng Diệp Sinh lắm mới cho cậu phụ trách nơi này. Tình hình đang êm xuôi thì Chu Thông lại lên tiếng, hắn ta không tin vào Diệp Sinh nói suông đâu. Nói xong hắn lập tức dùng đến pháp thuật, lật tung hết tất cả đồ vật trong phòng. Hắn ta thà phá nát nơi này cũng phải tìm được thứ gì đó đáng nghi, hắn không tin là Chu Minh lại không lưu lại chút dấu vết nào. Diệp Sinh thấy vậy thì có chút lo lắng, linh thạch của Chu Minh cậu đang giấu ở dưới giường đá, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ bị lộ mất. Nhưng rất nhanh, Chu Thông đã bị chấp pháp đội khiển trách, vô lễ, vô kỷ luật. Bọn họ vẫn còn đứng ở đây mà hắn dám càn rỡ như vậy chứ. Chu Thông tuy tức giận nhưng cũng không dám mạnh tay nữa. Hóa ra, Chu Minh lại chính là đệ đệ của Chu Thông. Hèn gì hắn ta lại tức giận đến như vậy. Diệp Sinh bắt đầu lo hơn nữa rồi, lần này Chu Thông tuyệt đối sẽ không để yên cho qua, cậu nên làm gì mới tốt đây. Một khi linh thạch bị phát hiện thì tất cả sẽ bại lộ mất. Đến lúc đó thì cậu chỉ có một con đường chết mà thôi. Diệp Sinh chợt có một ý định, đó là tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp mở trận pháp tiêu diệt tất cả ba người kia. Dứt khoát một lần cho xong chuyện này, Diệp Sinh từ từ đi về phía trung tâm trận pháp. Nhưng bọn họ đã nhận ra rồi lập tức ngăn cậu lại. Trước khi mọi chuyện vẫn chưa được điều tra rõ thì Diệp Sinh nhất định không được làm bậy, nếu không họ sẽ không tha cho cậu đâu. Nhưng ngay lúc căng thẳng thì Lưu trưởng lão lại xuất hiện. Ông quay sang hỏi chấp pháp nội đang làm gì ở dược điền này. Bọn họ bẩm báo rõ mọi chuyện, bọn họ nhận được thông báo của Chu Thông rằng đệ đệ của mình là Chu Minh đã mất tích. Chu Minh là đệ tử ngoại môn được phân phó mang cơm cho Diệp Sinh, nhưng ba ngày nay đã không rõ tung tích. Bọn họ đến nơi này chính là để điều tra rõ ràng chân tướng. Nhưng Lưu trưởng lão lại chả màng quan tâm đến. Ông nói thẳng luôn là chuyện này không liên quan đến Diệp Sinh. Bọn họ cứ việc quay về trước đi, ông có chuyện riêng cần nói với cậu. Diệp Sinh vui vẻ nhìn ông. Cậu báo lại rằng mình đã nhận được tin tức mà ông gửi đến. Lưu trưởng lão lại nhẹ nhàng hỏi cậu thời gian này sống như thế nào, tu vi có tiến triển gì hơn không. Chu Thông bên cạnh nhìn thấy thì rất tức giận, hắn cho rằng việc này hoàn toàn không công bằng. Nhưng Lưu trưởng lão lại quát lên, ông đã quyết định là chuyện này không liên quan đến Diệp Sinh thì chuyện chính là như vậy. Hơn nữa hôm nay là ngày tông môn đại lễ được cử hành.
Ông đến cũng chính là muốn mang cậu đi lấy một suất của Lục Đạo Tông. Thế là dưới sự bảo hộ của Lưu trưởng lão, đám người bọn họ cũng rời đi. Diệp Sinh chính thức được an toàn, nhưng trước khi bọn họ bước ra khỏi cửa, Diệp Sinh lại lên tiếng ngăn họ lại. Có người lấy đồ của cậu mà vẫn chưa trả. Lưu trưởng lão nghe vậy thì tức giận quát lên. Diệp Sinh chỉ thẳng mặt, người đó chính là Chu Thông. Khi cậu đến Lục Đạo Tông thì có mang theo hai túi đồ, Chu Thông đã lấy của cậu mà đến giờ vẫn chưa trả lại. Chu Thông bực mình, rõ ràng hai túi kia chỉ có mỗi quần áo, hắn có điên mới đi lấy. Chỉ là dạo gần đây cậu có nhiều việc quá nên mới quên mất. Lưu trưởng lão cùng xua tay cho qua chuyện, có chút đồ thôi mà, giờ Chu Thông mang đến trả là được rồi. Sau khi đám người kia rời đi, Diệp Sinh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lưu trưởng lão cũng biết chuyện, nhưng ông lại nhắm mắt cho qua. Chỉ là ông mong sẽ không có lần sau nữa. Lưu trưởng lão lập tức kêu Diệp Sinh đi thay quần áo cùng ông đến tham gia đại lễ tông môn quán đỉnh. Nhóm chấp pháp nội và Chu Thông rời đi trong sự bực dọc. Bên chấp pháp nội thì bực vì nghe theo lời Chu Thông mà tự chuốc lấy phiền phức, khiến cho Lưu trưởng lão không ưng ý về mình. Nhìn sang Chu Thông hắn lại càng thấy bực mình hơn, tất cả là do hắn làm ra, tại hắn mà họ mới mất hết mặt mũi trước mặt Lưu trưởng lão. Càng bực mình hơn là Chu Thông đã không tìm được chứng cứ lại còn bị Diệp Sinh tố cáo là trộm y phục nữa chứ. Chu Thông đuối lý chỉ đành xuống nước xin lỗi bọn họ, hắn chỉ đành nói rõ mọi việc. Không phải hắn cố tình lấy trộm chỗ quần áo rách đó của Diệp Sinh, mà chỗ đồ đạc đó có chút cổ quái. Khi đám người kia hỏi thứ kỳ lạ kia là gì thì Chu Thông lại ngập ngừng không biết, hắn chỉ biết đó là một viên ngọc bình thường. Nghe xong câu này thì họ lại càng tức giận hơn. Chu Thông là đang đùa giỡn với hắn ư, Chu Thông chỉ đành xin giải thích thêm. Thứ đồ kia hắn biết là không có gì đặc biệt, nhưng mà với thực lực luyện khí tầng 6 như hắn hiện giờ thì lại không thể làm nó tổn hao gì hết. Đám người chấp pháp điện nghe thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn chưa tin tưởng hắn lắm. Chu Thông chỉ đành dẫn hai người họ đến chỗ hắn xem qua thử. Biết đâu họ có kiến thức sâu rộng thì lại biết đó là gì. Trở lại chỗ Diệp Sinh, cậu cùng Lưu trưởng lão đã đến được nơi tổ chức đại lễ quán đỉnh. Nơi này thật rộng rãi, hơn hẳn cả trưởng lão điện nữa cơ, đã vậy còn đông người nữa chứ. Diệp Sinh nhìn qua thì thật là hào hứng, cậu chưa bao giờ ở nơi đông người như thế này đó nha. Trước khi tiến vào bên trong, Lưu trưởng lão lại quay sang nhìn Diệp Sinh. Bộ quần áo trên người cậu hiện tại cũng đơn sơ quá rồi. Ông tiến lại gần cậu rồi thổi phù một cái, một bộ y phục mới tinh đã xuất hiện trên người cậu. Có vẻ đây chính là đồng phục của Lục Đạo Tông đây, nhìn chả khác gì Chu Thông với Vương Thanh cho lắm. Lưu trưởng lão dặn dò cậu nhớ bảo quản bộ y phục này cho thật là tốt, nhưng Diệp Sinh lại chả thích nó cho lắm, mặc chả thoải mái tí nào hết. Biết sao giờ, sau này hễ có bất kỳ việc gì của tông môn thì đệ tử đều phải mặc như vậy hết. Lưu trưởng lão dắt cậu vào bên trong dưới sự bàn tán của những người xung quanh. Bởi lẽ, bình thường thì các đệ tử sẽ tự đến, còn Diệp Sinh lại có cả người hướng đạo dẫn vào. Họ còn đoán Diệp Sinh là kẻ có hậu đài sau lưng mà chả có thực lực gì. Lưu trưởng lão dặn cậu ngồi ở một chỗ rồi bay lên không trung. Ông nói lớn cho toàn thể các đệ tử ở đây. Con đường tu chân quan trọng là tư chất, ngộ tính và khí vận. Cả ba thứ này, thiếu một cũng không thể, tư chất là thứ cơ bản nhất. Còn về ngộ tính và vận khí thì phải xem xét đến tạo hóa. Chỉ cần có thiên phú tu luyện thì tự nhiên sẽ vượt qua được khó khăn. Thiên phú kém thì coi như là không có duyên với tu chân, nhưng mọi người không cần phải quá sợ hãi. Một chút nữa sẽ có một chút huyễn hóa trên người tất cả các đệ tử. Ai có thể sớm thoát khỏi huyễn hóa thì tư chất sẽ càng cao hơn. Nội trong vòng một nén nhang, ai có thể thoát ra thì liền có thể trực tiếp trở thành nội tử nội môn, cuộc thi chính thức bắt đầu. Đột nhiên, ma quán trong ngực Diệp Sinh tự động bay vụt lên trời và phát nổ. Một ánh sáng lao thẳng về phía Diệp Sinh, cậu vì chói mắt mà nhắm tịt lại. Đến khi cậu mở mắt lần nữa thì nhận ra mình đã nằm trên một giường nhỏ. Diệp Sinh bật dậy, đây là một căn phòng nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng ồn bên ngoài thì mở cửa ra xem. Một người đàn ông tên là Lão Diệp đang cãi cọ với phía bên hai người Trương gia. Họ chê vò rượu mơ lần này Lão Diệp ủ không được đậm đặc so với bình thường nên muốn ép giá. Lão Diệp chỉ biết phản bác, bây giờ đang là mùa xuân, mơ vẫn chưa được hái thì làm sao mới ủ được. Tất cả vò ở đây là hàng dự trữ từ năm trước, đảm bảo không thể nào có chuyện kém hơn năm ngoái được. Rượu nhà ông ta ủ là ngon nhất trấn này rồi đó. Diệp Sinh nghe xong thì biết được chút chuyện. Có điều cậu vẫn không biết được mình đang ở đâu, những người này là ai vậy trời. Lúc Diệp Sinh đang hoang mang thì Lão Diệp kia đã mở cửa vào phòng. Ông ta gọi cậu là Hổ Tử, còn bảo cậu mau đến giúp ông ta chuyển rượu nữa chứ. Diệp Sinh chỉ biết ngơ ngác hỏi Hổ Tử là ai, ông là ai, Lưu trưởng lão đâu. Lão Diệp lại mắng cậu là ngủ đến ngốc luôn rồi. Mấy tuổi rồi mà vẫn nằm ngủ như trẻ lên ba. Đã vậy suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện tu tiên, Lão Diệp nói, ông chính là cha của cậu. Vì ngơ ngác hỏi linh tinh là cậu nhận ngay một quả đấm của ông ấy. Lão Diệp nói cậu ngủ đến mức ngu luôn, đến nỗi cha của mình còn chả biết. Ông bước đi và dặn cậu mang rượu đến cho cha của Xuân Ni. Mà Diệp Sinh có biết Xuân Ni là ai đâu chứ.
Lão Diệp kia còn chả giải thích gì mà rời đi đưa rượu, Diệp Sinh vẫn còn ngơ ngác đứng một chỗ. Nơi này thật sự là nhà mình ư, đầu cậu bị làm sao ấy nhỉ, vừa nãy cậu còn ở cùng Lưu trưởng lão cơ mà. Nhưng đứng thêm một hồi, Diệp Sinh lại như bị một loạt ký ức xâm chiếm trí não, cuối cùng cậu cũng xác định được rõ ràng. Mình là Hổ Tử, người đàn ông vừa đi đưa rượu kia là cha cậu, còn mẹ cậu thì đã qua đời vì khó sinh rồi. Đang ngơ ngác thì một người phụ nữ xinh đẹp đi tới. Cô trêu chọc Diệp Sinh rằng chắc hẳn đang mải mê nghĩ đến cô dâu nhỏ nên mới mất hồn này. Nhắc đến cô dâu nhỏ thì Diệp Sinh cũng nhớ ra, Xuân Ni chính là người mà cậu muốn trở thành cô dâu nhỏ của mình. Người phụ nữ kia nhắc cậu đừng đợi nữa, Xuân Ni sáng sớm hôm nay đã đi theo cha mẹ đi họp chợ rồi, chắc là sẽ không về sớm được rồi. Diệp Sinh cũng thấy nhà của Xuân Ni đóng cửa nên cậu cũng đành trở về nhà. Người phụ nữ cũng vui vẻ rời đi, chỉ là cô dặn cậu lúc trở về thì nhớ nói cho lão Diệp chuẩn bị cho mình một vò rượu mơ. Nhưng ngay lúc này, lão Diệp đã hớt hải chạy vào bảo cậu đi cùng ông ta, nhà Xuân Ni đã xảy ra chuyện rồi. Ông bảo Diệp Sinh nhanh chóng mời đại phu đến nhà của Xuân Ni. Cậu đi có chút lâu nên làm ai nấy cũng hấp tấp hết cả lên. Nhưng biết sao giờ, vị đại phu này cũng lớn tuổi rồi nên đi khá chậm. Tiến vào bên trong gian phòng thì Diệp Sinh mới rõ là cha của Xuân Ni, ông bị đám thổ phỉ chặt đứt luôn nguyên cánh tay trái. Khung cảnh cũng thật dã man, ông ta nằm trên giường với cánh tay đầy máu. Xuân Ni đứng bên cạnh hoảng sợ khóc lóc cầu xin đại phu cứu lấy cha của cô nhóc. Đại phu nghe nhóc khóc lóc ầm ĩ thì lập tức khuyên Xuân Ni yên lặng một chút, ông sẽ xem kỹ hơn một chút. Xuân Ni lo lắng ôm lấy mẹ mình. Diệp Sinh đứng bên cạnh có chút ngờ vực, cô nhóc khóc nhè này chính là người mà cậu thích ư? Đại phu lại gần nhìn kỹ thì cũng bó tay. Tình trạng này quá nguy kịch, ông không thể nào cứu được nữa rồi. Trên thế giới này căn bản không hề có thần tiên hay tiên nhân, cánh tay của cha Xuân Ni không thể cứu được nữa rồi. Bởi vậy người ta mới thường nói, người tốt thường hay đoản mệnh, còn kẻ xấu thì lại sống dai ngàn năm rồi mà. Lão Diệp tức giận quát lên, ông mà gặp được đám thổ phỉ đó thì nhất định phải giết chết hết bọn chúng thì mới hả được cơn giận mà. Một lát sau, cha của Xuân Ni cũng sắp vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Nhưng ngay lúc này Diệp Sinh lại trải qua một cảm giác kỳ lạ. Có người đang gọi cậu tỉnh dậy rồi liên tục lay người cậu. Diệp Sinh hoang mang choàng tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nó vô cùng quen thuộc với cậu, liên tục xuất hiện. Thời gian như mộng như huyễn, chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua, cậu vẫn luôn mơ thấy giấc mơ này. Diệp Sinh giờ đã trở thành một thanh niên, cậu đang nằm trên một chiếc xe ngựa rơm nhỏ. Người cưỡi ngựa là một ông lão, cả hai đang di chuyển đến kinh thành, Diệp Sinh chính là đang đi thi trạng nguyên. Nếu lần này mà đậu thì cha cậu chắc chắn sẽ rất hài lòng cho mà xem. Nhưng đột nhiên, phía đỉnh núi trước mặt lại xảy ra dị tượng. Một ánh sáng lóe lên, chói sáng cả vùng núi, sấm chớp đùng đùng kéo xuống. Một người đàn ông trung niên đang phi kiếm đến đuổi bắt một ông lão, khung cảnh này kỳ lạ đến đáng sợ. Diệp Sinh chỉ biết ngơ ngác nhìn lên, đó chính là tiên nhân trong truyền thuyết đấy ư. Hai người họ đánh nhau kịch liệt, bão táp nổi lên, mặt đất cũng rung chuyển theo. Chiếc xe ngựa chở Diệp Sinh cũng bắt đầu bị cuốn đi, cậu lại hoảng loạn kêu cứu. Ngay lúc này, Diệp Sinh choàng tỉnh dậy, có người gọi cậu, là Lưu trưởng lão. Diệp Sinh hoang mang, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy, một giấc mộng dài như vậy chẳng lẽ là vì cái hũ của cậu ư? Lúc này, Lưu trưởng lão lại mạnh dạn tuyên bố, Diệp Sinh đã không hợp cách, cậu đã thất bại ngay trong bài kiểm tra đầu vào này. Những đệ tử ngoại môn không hợp cách, kể cả Diệp Sinh sẽ bị xóa đi ký ức và rời khỏi tông môn. Cậu hoang mang quay sang xin lấy một cơ hội từ Vương Thanh đứng bên cạnh. Cậu muốn có thêm một cơ hội nữa, thực ra cậu đã tỉnh rồi, đừng đuổi cậu ra khỏi tông môn. Vương Thanh thì tất nhiên sẽ không từ chối Diệp Sinh rồi, hắn bảo cậu là sẵn lúc trưởng lão cũng đang muốn gặp cậu. Vương Thanh dắt Diệp Sinh đến phía sau hậu viện gặp Lưu trưởng lão. Vừa thấy mặt cậu, ông đã tức giận mà quát lên. Diệp Sinh vào được tông môn như thế nào thì ông đã tận mắt nhìn thấy. Cậu có biết là để đạt được sự công nhận của lão tổ vô cùng hiếm có hay không? Có biết bao nhiêu cường giả kim đan cảnh của lục đạo tông ao ước cũng không có được. Vậy mà hôm nay biểu hiện của Diệp Sinh đã khiến không quá thất vọng. Diệp Sinh cũng biết bản thân mình có lỗi với Lưu trưởng lão. Nhưng cậu không phải là không muốn tỉnh dậy, Diệp Sinh ngập ngừng giải thích. Cậu làm sao có thể mong muốn chìm đắm trong giấc mộng đó cơ chứ? Chẳng lẽ cậu lại nghĩ là thể hiện mình không có thiên phú để lừa những người khác hay sao? Diệp Sinh cậu cũng đâu có ngu như thế được. Lưu trưởng lão cũng đành chấp nhận, tuy là ông thấy hơi kỳ lạ. Diệp Sinh đột nhiên lên tiếng, cậu ngu dốt nên thỉnh cầu Lưu trưởng lão đuổi mình khỏi tông môn. Lưu trưởng lão tiếc nuối, giờ ông căn bản không thể giận cậu nữa rồi. Tông môn có quy định của tông môn, nhưng mà Diệp Sinh chính là người được lão tổ công nhận, để cậu rời đi thật sự quá uổng phí đi. Nhưng mọi việc đã đến được nước này thì ông cũng đành chấp nhận. Lưu trưởng lão đưa cho cậu một cái túi, bên trong có đựng một thanh phi kiếm cùng một vài khẩu quyết pháp thuật. Diệp Sinh hiện tại đã ở tu vi luyện khí tầng 2 rồi, chuyện tu luyện của cậu cũng không nên quá nóng vội. Hiện tại trưởng môn đang bế quan rồi nên Diệp Sinh cứ tạm thời làm đệ tử ngoại môn vài tháng đã.
Đến khi trưởng môn xuất quan thì ông mới quyết định chuyện rời khỏi tông môn của cậu sau. Đối với sự việc lần này, Diệp Sinh không quá buồn mà ngược lại, cậu còn có chút vui vẻ. Có cái túi nhỏ này thì cậu cuối cùng cũng có chỗ để đồ cho riêng mình rồi. Lần này trở về tông môn là Vương Thanh phụ trách dẫn Diệp Sinh trở về. Trên đường trở về, Vương Thanh cuối cùng cũng hỏi thẳng cậu về sự việc kỳ lạ ngày hôm nay. Chắc thí lần này Diệp Sinh không thông qua, nhưng cậu lại chả có chút buồn rầu nào, chả lẽ lời suy đoán của Lưu trưởng lão là hoàn toàn chính xác. Diệp Sinh thật sự cố tình không thoát khỏi huyễn hoặc ư? Tuy vậy, Diệp Sinh vẫn giữ nguyên thái độ, tự nhận mình tư chất yếu kém. Vương Thanh cũng đành chịu, nếu cậu vẫn giả ngốc thì hắn cũng đành tuân theo thôi. Hắn còn cố ra thêm vài lời khuyên răn Diệp Sinh, cậu không nên tự xem nhẹ mình như vậy. Lưu trưởng lão đã nhìn chúng cậu thì chứng minh rằng Diệp Sinh thật sự có tiềm lực. Người tu luyện không sợ thiên phú không đủ, mà chỉ sợ không có một trái tim quyết thắng. Nếu như đến bản thân còn không tin tưởng được thì tất cả cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Cuối cùng cả hai đã trở về đến tông môn, Vương Thanh dẫn Diệp Sinh đến thẳng nơi ở của các đệ tử ngoại môn. Khu vực này cũng giống như phía nội môn mà phân thành khu nghỉ ngơi và khu tự do. Khu tự do có thể đả đấu, có thể giết người đoạt bảo, cũng có thể bất chấp giao dịch, Diệp Sinh nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Diệp Sinh nghe tin này thì cũng không quá ngại ngần, còn chưa biết nó là tin tốt hay xấu đâu đấy. Vương Thanh có chút khen ngợi cho khẩu khí tự tin của Diệp Sinh. Có điều đối với một người mới như cậu thì mọi chuyện vẫn còn chưa rõ được đâu. Sau đó, Vương Thanh đưa cho cậu một tấm lệnh bài. Nếu như có ai gây phiền phức cho cậu thì cứ lấy nó ra. Bên trong lệnh bài có một đạo thần thức, nó sẽ giúp được cậu trong lúc nguy cấp. Diệp Sinh rất vui nhưng cậu có hơi ngại ngần mà muốn trả lại. Đồ mà Vương Thanh với Lưu trưởng lão cho đều không có tác dụng gì hết đó. Nhận đồ xịn mà dùng không được thì cậu cũng buồn lắm chứ. Mà thôi, người ta đã có lòng thì cậu cũng nhận vậy. Vương Thanh cũng đã sắp xếp cho Diệp Sinh một cái động phủ cũ. Hắn đã giúp cậu hết mức rồi, tất cả thì phải xem năng lực của cậu rồi. Hắn bảo mình có chút việc phải đến quảng trường nên đành tạm biệt cậu. Vương Thanh vừa rời đi, Diệp Sinh đã cảm nhận được có một luồng khí tức hướng về phía mình. Chẳng trách Vương Thanh lại bảo cậu cẩn thận, cậu vừa mới đến chưa nóng chân mà đã có người theo dõi định cướp đồ rồi đây, là một tên nhóc con chạc tuổi Diệp Sinh. Nhóc nấp ở đằng sau một tòa nhà để theo dõi cậu, nhưng vì Diệp Sinh đã phát hiện, cậu lập tức biến mất trước ánh nhìn của nhóc ta. Tên nhóc hoang mang tức giận vì vụt mất con mồi thì Diệp Sinh lại bất ngờ xuất hiện phía sau. Cậu đe dọa nhóc đó, để nó khai ra lý do theo dõi cậu, ngoài ra thì tiện thể hỏi thăm một chút tình hình ở nơi này. Diệp Sinh dùng sức mạnh uy hiếp nó, nhóc là ai, tại sao lại đi theo cậu, đi theo cậu có mục đích gì? Nhóc ta sợ hãi rồi lắp bắp giải thích rằng mình chỉ muốn chào hỏi cậu một chút nữa thôi. Diệp Sinh nghe xong thì thu tay về, nhìn qua thì tên này cũng chả giống mấy tên độc ác gian xảo cho lắm. Cậu nhẹ nhàng nói với nhóc ta đừng căng thẳng mà trả lời cậu đi. Lúc này cậu chỉ là không biết nhóc tiếp cận mình là gì nên mới kích động ra tay mà thôi. Vừa hay cậu có chút chuyện muốn tìm nó hỏi một chút, nhóc này tên là Trương Hổ. Diệp Sinh nghe qua thì có chút ngạc nhiên, bởi trong giấc mơ dài kia, tên của cậu là Hổ Tử. Có vẻ như cậu có duyên với tên nhóc Trương Hổ này rồi. Tên nhóc đột nhiên thay đổi thái độ, Diệp Sinh muốn hỏi thông tin thì nhất định phải đáp ứng nhóc ta một điều kiện. Diệp Sinh hơi ngơ ngác. Nhóc này yếu như sên mà còn dám đòi ra điều kiện với cậu à, nhưng ai ngờ. Trương Hổ lại trực tiếp quỳ xuống, điều kiện của nhóc chính là sau này Diệp Sinh nhất định phải che chở cho nó. Chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện này thì có muốn hỏi gì nhóc cũng sẽ nói ra hết tất tần tật luôn. Diệp Sinh đơ hết cả người, sao Trương Hổ lại nghĩ là cậu có thể che chở cho nhóc ấy chứ? Lẽ nào nhìn qua cậu trông rất mạnh à, nhưng thôi, có thêm một đàn em thì cũng tốt mà. Diệp Sinh nhanh chóng đồng ý điều kiện của Trương Hổ rồi hỏi nhóc ấy, những người mới đến khu vực của đệ tử ngoại môn thường sẽ đi đến nơi nào đầu tiên. Trương Hổ đáp, ở nơi này thì cái gì cũng có, của ngon vật lạ, đan dược hiếm có, chỉ cần có đủ tiền tài thì chả có gì là không mua được. Nghe nói chỉ cần có đủ linh thạch thì ngay cả dược sơn của nội môn cũng đổi được nữa đấy cơ. Diệp Sinh nghe xong thì có chút nghi ngờ Trương Hổ đang lừa mình. Trước đây cậu chính là người trông coi dược sơn đấy nhá. Ai ngờ, Trương Hổ vừa nghe xong thì lập tức quỳ xuống lần nữa. Nhóc ta không thể ngờ đến, người trước mặt mình đã có ý định cướp lại chính là đệ tử nội môn. Trương Hổ bái lại một hồi thì vui sướng cảm ơn trời đất, nhóc ta có hy vọng tu tiên rồi. Diệp Sinh cũng chả hiểu gì mấy nhưng thôi kệ vậy, chắc tên nhóc này có hơi vấn đề một chút ở não. Cậu quay sang bảo Trương Hổ dẫn mình đến nơi ở của nhóc ta. Thế là Trương Hổ bắt đầu dẫn Diệp Sinh lên đường, điều kỳ lạ là nhóc lại đưa cậu đi thẳng về phía rừng sâu. Đi mãi, Diệp Sinh chả biết mình đã đi qua mấy con sông ngọn núi thì cuối cùng cũng đến được nơi. Đó là một ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi, phía trước căn nhà có một người đàn ông lực lưỡng đang chẻ củi. Theo như Trương Hổ gọi thì người này tên là Hùng Ca. Hắn ta nghe Trương Hổ giới thiệu cậu là Diệp Sinh thì lập tức hồ hởi chào hỏi. Hóa ra, Hùng Ca quen biết với Lưu trưởng lão, đã vậy hắn còn nghe ông nhắc qua về cậu rất nhiều lần. Diệp Sinh có chút hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
sao một gia đình nho nhỏ ở khu vực ngoại môn lại biết đến Lưu trưởng lão và còn có cả cậu nữa chứ? Diệp Sinh có chút kích động mà nắm lấy cổ áo Trương Hổ đe dọa. Nếu như nhóc còn quỳ xuống ăn nói linh tinh thì cậu sẽ không để ý đến nhóc ta nữa đâu. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một thanh phi đao phóng về phía cậu. Video của mình đến đây là hết rồi. Bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.